chuyện đúng chưa? Cái phần mà nó chơi chạy ngang canxi đồng DHB với lại DHB à, amlodipin à, nifedipin hai thằng đó là thuộc cái nhóm là dihydropyridine. À, còn verapamil á thì nó không phải là thuộc cái nhóm mà DHB, thì là nó thuộc cái nhóm mà dihydropyridine ha, mà nó thuộc cái nhóm mà nonhydropyridine, dùng để thay thế trong trường hợp mà bạn dùng cái mà amlodipin hoặc là nifedipin mà nó không có hiệu quả. Ừ. Bây giờ thì chúng ta đi tiếp tục một phần nữa và cái tiếp theo đó là cái một cái thuốc thuộc một cái nhóm nữa, đó là cái nhóm mà ức chế men chuyển ha. Và cái thuốc ức chế men chuyển mà đầu tay ở đây á, hồi lâu người ta hay dùng trong tim mạch huyết áp, đó là captopril, và hiện nay thì cũng có đang còn dùng ha. Đây. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần đó là cái thuốc mà ức chế men chuyển. Thuốc đầu tay ở trong đây đó là hay dùng á, thì hiện nay cũng hay dùng á, đó là cái thuốc mà amlo. Cái thuốc mà recording in progress. Captopril ha. Ở đây thì không biết người nhà các bạn có ai đã dùng đến amlodipin này chưa? Có ai dùng đến amlo? Rồi thầy. Mọi người thấy người đó có bị ho không? Dùng amlodipin, dùng cái captopril này có bị ho không? Có thấy bị ho khan không? Mà ho là không biết vì sao mà ho. À, giống như bị ho gió vậy đó. Có không? Có để ý không? Có để ý không? Có hả? Rồi bạn có cho uống thuốc cho giảm ho không? Hả? À. Nếu như có thì các bạn cho uống thuốc giảm ho không? Chắc chắn thì sẽ có cho này. Không chặt đường nào hết á. Thương người nhà đường nào cũng cho này. Nhưng mà rất là tiếc. Mình cũng nói với các bạn đó. Lý do là tiếc vì sao? Nghĩa là gì? Khi mà các bạn uống cái này mà các bạn sẽ cho uống thuốc giảm ho đi chăng nữa ha, thì cái này nó cũng không có hết được đâu. Trừ khi nào mà các bạn dừng hẳn cái thuốc này á, thì nó mới hết được cái hiện tượng mà ho khan này nha. Thì vì đây là một cái tác dụng phụ mà đặc trưng nha. Rồi, cái captopril. Đây là một cái thuốc mà thuộc cái nhóm tim mạch, mà thuộc cái nhóm mà đây là ức chế cái men chuyển. Và nó có tác dụng ở đây là gì? Nó sẽ làm giãn mạch. Và thứ hai nữa là gì? Nó sẽ làm giảm được từ cái giãn mạch đó, là giảm được sức cản ngoại vi và dẫn đến nó là huyết áp, giảm huyết áp. Và ngoài ra thì gì? Thuốc nó còn có một cái tác dụng, đó là gì? Bảo vệ cái tim mạch và thận khỏi hiện tượng đó là tái cấu trúc lại. Được chưa? Và cái thuốc captopril này thì được dùng trong cái trường hợp đó là tăng huyết áp, suy tim sung huyết, nhồi máu cơ tim trong 24 giờ đầu đã ổn định được cái huyết động rồi. Cái thứ ba, thứ tư đó là rối loạn chức năng mạch trái sau cơn nhồi máu cơ tim, và cuối cùng đó là bệnh thận do đái tháo đường. Và cái thời điểm mà các bạn uống captopril ở đây á, thì các bạn sẽ uống trước ăn hoặc là sau ăn. Uống trước ăn ở đây thì các bạn lưu ý nó là gì? Uống trước ăn 1 giờ. Còn nếu như các bạn uống mà lỡ mà ăn rồi mà các bạn mới sực nhớ là mình chưa uống thì gì? Sau 2 giờ, sau khi ăn 2 giờ thì các bạn mới uống cái thuốc mà captopril này. Rồi, về các đối tượng dùng ở đây thì đối với trẻ em thì các bạn dùng một cách thận trọng và tốt nhất thì cũng không có dùng được. Đối với phụ nữ có thai thì không dùng cho phụ nữ có thai, tại vì nó sẽ làm gì ạ? Mất cái nước ối. Cái thứ ba đó là không nên dùng nếu mà trong trường hợp mà cho con bú, tốt nhất là chúng ta cũng không nên dùng. Và nếu như buộc phải dùng á thì chúng ta nên xem xét là ngừng cho con bú ha. Ok, cái gì thì mình sẽ điểm danh. Rồi, và cuối cùng đó là người cao tuổi thì ở đây các bạn cũng có thể dùng được. Và cái chống chỉ định khi mà các bạn dùng các thuốc captopril này, đó là dễ ứng với captopril và các thành phần của các thuốc và các thành phần khác của thuốc. Thứ hai là các bạn dễ ứng với cái nhóm mà ức chế men chuyển. Thứ ba là các bạn có tiền sử phù mạch. Thứ tư là nhồi sâu nhồi máu cơ tim mà cái huyết động của bạn chưa ổn định thì các bạn cũng không được dùng. Rồi, hẹp động mạch thận hai bên, hẹp động mạch thận đơn độc hoặc là hẹp động mạch chủ hoặc là hẹp vai hai lá, rồi bệnh cơ tim tắc nghẽn nặng,
thì các bạn cũng không nên dùng. Và thận trọng cho các trường hợp đó là gì? Bệnh thận hoặc là thận tắc máu, người bị bệnh gan, rồi bệnh mô liên kết, như ở đây như các bạn sẽ bị là những cái như là lupus ban đỏ hoặc là sơ cứng bì, viêm khớp dạng thấp, thì các bạn cũng không dùng được cái thuốc mà captopril này. Cho nên là gì? Đối với những người viêm khớp á, thì người ta không cho dùng cái captopril, mà người ta hay dùng đó là gì? Luxottan hoặc là amlodipine. Nhưng mà đối với những người viêm khớp dạng thấp á, thường thường người ta hay dùng là dùng nối tiếp á, là cái thằng mà Luxottan ha. Đó, về cái tác dụng phụ khi các bạn gặp ở đây đó là đầu tiên là ho, mà ho đây được gọi là ho khan ha. Và khi mà trường hợp ho này á thì trong quá trình mà dùng thuốc là nó sẽ xảy ra cái tác dụng gọi là ho, ho. Nhưng mà khi các bạn mà dừng á, không dùng thuốc này nữa thì cái hiện tượng mà ho khan này nó sẽ hết. Cái thứ hai đây trong cái trường hợp đó là các bạn một cái tác dụng phụ nữa đó là ban da mẩn ngứa, nặng hơn thì buồn nôn, nôn, khô miệng, tiêu hoa chảy hoặc là táo bón, rồi chóng mặt, loạn hoặc mất cái vị giác, hạ huyết áp. Trong cái trường hợp mà cái thuốc một cái tác dụng phụ của thằng này mà mình hay gặp nhất đó, mình hay thấy nhất là trên bệnh nhân đó là bệnh nhân hay ho, và ho đây thường thường là ho buổi tối đó, rất là nhiều ha. Uống vô là ho ha, và nó ho buổi về ban đêm đó, khá nhiều, giống như là bị người bị sỉ vậy đó, nhưng mà thực ra là ho đây là ho không có đờm, ho bình thường thôi ha. Thứ hai nữa đó là cái những người nào mới là lần đầu tiên mà dùng á, là họ sẽ bị mất cái vị giác, họ không cảm giác được ngọt mặn cay hay là như thế nào, giống như là nó bị tê vậy đó, giống như bị tê lưỡi vậy đó, không có cảm giác, mất cái cảm giác đó, mất luôn cái vị giác luôn, không biết ngọt, không biết mặn, không biết gì hết nha. Lúc đó các bạn có nấu lạc đi chăng nữa người ta vẫn ăn dễ thường nha. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ đi khám bác sĩ nếu như mà các bạn gặp các triệu chứng khi các bạn dùng thuốc captopril này, đó là choáng, cảm giác như là sấm gáp. Thứ hai là tiểu ít hoặc là không tiểu, hoặc là tiểu nhiều hơn là mình so với bình thường. Thứ ba đó là khó thở, sưng phù, tăng cân một cách đột ngột. Rồi thứ tư là đau ngực, cảm giác áp lực, rồi tim đập một cách dồn dập và bị run ngực. Thì các bạn không nên thì các bạn phải dừng và các bạn gì đi khám bác sĩ. Rồi hiện tượng tăng kali máu, tại vì là khi các bạn dùng cái này á thì nó sẽ gì ạ? Sẽ thanh thải mà thằng natri và nó giữ lại kali, cho nên từ đó nó gì dễ dẫn đến là tăng cái lượng mà kali trong máu. Thì khi cái tăng lượng kali trong máu thì các bạn sẽ thấy là buồn nôn nè, nhịp tim chậm nè, hoặc bất thường, hoặc là sẽ xảy ra cái yếu cơ. Thứ hai, thứ cuối cùng đó là gì? Đột ngột suy yếu, sốt, ớn lạnh, đau họng, lét miệng, đau khi nuốt, lét da, và có khi có cả triệu chứng giống như là hoàng bị cảm cúm ha. Thì khi các bạn gặp những cái triệu chứng như thế này thì các bạn ngưng thuốc và nên đi khám bác sĩ để mà đổ thuốc ha. Rồi còn đây là lưu dụng và trẻ em. Và đối với trường hợp, và trong trường hợp mà các bạn bị tăng huyết áp ở đây á, thì các bạn sẽ dùng liều khởi đầu đây là 12,5 đến 25 mg trên lần ngày 2 lần. Còn đối với người cao tuổi các bạn có thể dùng liều khởi đầu thấp hơn khoảng là 6,25 mg trên lần ngày 2 lần. Và sau đó các bạn tăng liều nếu như các bạn không kiểm soát được huyết áp sau 2 tuần. Còn với trong trường hợp mà các bạn bị trong trường hợp mà bệnh nhân bị suy tim xuất huyết thì các bạn dùng liều khởi đầu thì thấp hơn khoảng 6,25 đến 12, sau đó các bạn tăng lên đến mà 12,5 mg trên một lần, và ngày đây các bạn sẽ dùng 2 đến 3 lần. Và sau đó các bạn tăng liều lên nếu như họ dung nạp tốt, và tăng ở đây là khoảng 50 mg trên lần và ngày 3 lần. Còn đối với trường hợp mà cái người bị bệnh thận cho đái tháo đường nha, thì các bạn sẽ dùng cái liều khoảng là 25 mg trên lần nhân cho ngày 3 lần. Và liều dùng cho chị em ở đây thì các bạn cần kiểm tra và hiệu chỉnh theo dõi bởi bác sĩ mà chuyên khoa ha. Nhưng mà trường hợp mà đối với chị em mà tăng huyết áp ở chị em thì mình chưa thấy, nhưng mà đối với cái tuổi trung niên khoảng từ 30 độ đi á thì mình thấy rất là nhiều rồi. Thì nhiều người thì em vẫn chơi thể thao như này kia, nhưng mà gì do nhiều cái yếu tố mà dẫn đến tăng huyết áp, mà tăng huyết áp ở đây lúc đó thì mình chuẩn đoán đó là gì, tăng huyết áp một cách vô căn, mình không hiểu là lý do vì sao ha. Có một số ví dụ như là ở nhà trong nhà có người bị cao huyết áp, bây giờ có tiền sử rồi ha, thì lúc đó thì mình cứ đây là cao huyết áp yếu tố là di truyền. Nhưng mà gì có một số thì gì không phải do bị không phải yếu tố di truyền, mà gì do quá trình các bạn ăn uống. Cái thứ hai là gan nhiễm mỡ hoặc là mỡ máu mà các bạn chưa điều trị không dứt điểm ha, thì nó cũng dẫn đến là dễ bị tăng huyết áp này.
Yeah. Và đúng như tiếp theo đó là những người bị béo phì, ít vận động thì nó cũng dẫn đến là giảm cân áp. Nên là gì, buổi tối thì các bạn tốt nhất là khuyên các bạn là tốt nhất là nên gì, nên đi bộ. Còn người nào muốn giảm cân đó, thì các bạn có thể dùng phương pháp của một, mình có đọc một bài báo rất là hay, đó là gì, dùng phương pháp của người Nhật á. Có nghĩa là gì, lấy độc trị độc, có nghĩa lấy mỡ trị mỡ luôn, lấy mỡ đốt mỡ. Vậy thì cái đấy thì các bạn có thể giảm xuống được khoảng 3 kg trong vòng 1 tháng, các bạn sẽ giảm được 3 kg. Có nghĩa là gì, các bạn ăn mỡ không, không ăn tinh bột ha, các bạn ăn mỡ không, các bạn mình cho ăn thoải mái luôn. Nhưng mà trong quá trình đó thì nhớ mua thêm Pirastar về mà uống ha, thì nó giảm xuống các bạn khoảng được 3 kg trong vòng 1 tháng ha. Thầy, nếu mà không ăn tinh bột vậy mỡ nó vẫn chuyển ra glucose được nhưng mà nó chậm hơn đúng không thầy? Thì mình đang lấy đó là gì, mình đang muốn là đốt mỡ của các bạn đấy, cho nên mình mới coi là gì, ăn mỡ đốt mỡ, hiểu chưa? Là mình lấy nó chỉ mình nó chấp luôn. Nhận, dạ. Chấp hiểu nhận không? máu đường trong máu nó thấp nhưng mà đúng. Giảm cân. Như lúc đó thì khi mà đường trong máu của bạn mà thấp xuống thì nó cái đầu các bạn chịu không nổi đâu, đau đầu lắm, hơi bị đau đầu nhá. Nói chung hiện tượng đau đầu và như lúc bị choáng xảy ra là bình thường. Mà lúc đó thì các bạn cứ sẵn sàng tư thế đó là gì? Một là Ginkgo Biloba, thứ hai đó là cái thuốc mà những cái thuốc mà bộ não á, sẵn sàng uống trước đi. Ha? Yeah. À, cái này là một phương pháp của người Nhật, mình có đọc một cái bài báo là mình thấy người ta nói, nhưng mà khi mình áp dụng thử á, thì mình áp dụng cho người nhà mình thử á, thì đúng là như vậy. Ha? À, lấy mỡ trị mỡ đó. Thì, và khi mình áp dụng cho người nhà thử á, thì đúng thật là nó giảm rất là tốt. Nhưng mà mình khuyên các bạn thì làm gì làm thôi, chỉ trong một thời gian ngắn thôi nghe, đừng làm dài ngày quá ha. Trong khoảng cỡ tuần 10 ngày các bạn nghỉ xong các bạn tiếp tục. Chứ đừng làm liên tục như vậy ha. Rồi. Mỡ không nghĩa là ăn cái gì hay thầy, thịt mỡ đó thầy, hay là bơ mỡ đó thầy? Thì nói chung lấy độc gì đâu, có cái gì có mỡ có chất béo các bạn ăn thoải mái, mình ăn vô tư. Ăn thoải mái mà, hiểu không? Mà không ăn tinh bột, mình không ăn tinh bột, mình chỉ cho ăn mỡ đó thôi. Để nó gì, mình đang đốt lượng mỡ trong cơ của bạn á, hiểu không? Trong mỡ. Dạ, hồi nãy thầy nói uống thêm cái gì nữa hả thầy? Uống thêm Piracetam. Piracetam hoặc là Ginkgo Biloba, những cái thuốc bộ não nhá. Dạ. Mà mới nó đầu làm là hơi mệt đó, nói trước. Rồi, khi các bạn mà uống cái mà thuốc mà Captopril này á, thì khuyên các bạn đó là gì? Các bạn nên uống thuốc trước ăn 1 giờ. Và thời gian dùng thuốc thì nên uống được nước mỗi ngày. Và không bổ sung kali trong khi các bạn dùng Captopril. Vì thằng này nó là thuốc, nó có dùng là gì? Nó tăng thải natri, nhưng mà nó là gì? Nó lại giữ thằng kali lại, cho nên nó dễ làm tăng kali máu. Ha. Rồi, người bệnh phải thường xuyên đó là đi tái khám và theo dõi huyết áp của mình, và không được dùng thuốc khi thấy huyết áp giảm. Rồi, không được tự ý dùng thuốc giảm đau chống viêm NSAID như là Indometacin, Diclofenac hoặc là Ibuprofen hoặc là Meloxicam trong thời gian mà các bạn dùng cái thuốc mà Captopril này. Rồi, thuốc có thể gây ho. Đây là một cái tác dụng phụ. Và cái tác dụng phụ này sẽ giảm khi mà sẽ không giảm khi mà các bạn dùng cái thuốc mà trị ho này. Yeah. Và nếu như mà ho da giảm mà không chịu được thì các bạn nên đến bác sĩ để tư vấn và để được đổ thuốc. Rồi, tiếp theo một cái thuốc trong cái ức chế máy chuyển này nữa, đó là thuốc Enalaprin. Và Enalaprin đây cũng là một thuốc tiêu mạch thuộc nhóm là ức chế máy chuyển, và nó cũng có tác dụng đó là gì? Nó giảm mạch, làm giảm sức cản ngoại vi và giảm đến là hạ được cái huyết áp. Dạ, thì vô đây em thua. Và cái thuốc này nó có một cái hiệu quả là nó sẽ giảm được cái biến cố. Dạ, và nó sẽ giảm được một cái biến cố đó là trên cái tim mạch của mình. Ha, là thuốc này có hiệu quả là giảm được cái biến cố tim mạch trên cái bệnh nhân mà tim mạch ở trong trường hợp các bạn thiếu máu cục bộ mãn tính mà chưa có dấu hiệu là lâm sàng của mà bên suy tim. Ha. Đó, và cái thuốc Enalaprin này sẽ được dùng trong các trường hợp đó là gì, tăng huyết áp, suy tim, sau nhồi máu cơ tim mà chưa đã ổn định được huyết động và đối với bệnh nhân đái tháo đường. Và cái đối tượng ở đây thì các bạn dùng ở đây đó là
đối với chị em thì các bạn dùng khi mà cần thiết, còn đối với phụ nữ có thai thì chúng ta không nên dùng. Và đối với phụ nữ cho con bú thì chúng ta gì ạ, không nên dùng. Và nếu như dùng thì chúng ta sẽ gì ạ, dùng cái việc mà cho con bú lại ha. Còn đối với người cao tuổi thì các bạn có thể dùng được, được chưa nào? Rồi, xin lỗi các bạn một phút ha. À, tiếp theo đó là chúng ta qua cái chỉ định và thận trọng khi mà các bạn dùng cái mà enalaprin này, đó là gì? Khi các bạn dùng đến cái thuốc ức chế en chuyển enalaprin này á, thì những người nào mà dị ứng với lại enalaprin thì các bạn không nên dùng. À, thứ hai nữa đó là dị ứng với các cái thuốc ức chế men chuyển khác, ví dụ như là captopril thì các bạn cũng không nên cũng không dùng được nhé. Rồi những người có tiền sử như là phù mạch do có dùng cái thuốc mà ức chế men chuyển thì các bạn cũng không nên dùng cho bệnh nhân nha. Rồi tiếp theo đó là những người bị hẹp cái động mạch thận mà hai bên đấy, hoặc là một bên, đối với những người mà chỉ có một quả thận như nào. Tiếp theo đó là hẹp van động mạch chủ trong cái trường hợp lâm bệnh, hoặc là những người bị bệnh đó là bệnh cơ tim mà tắc nghẽn nặng. Và thận trọng trong trường hợp đó là những người bị bệnh gan, những người bị bệnh thận, những người có tiền sử cục máu đông, hoặc là bị đột quỵ, hoặc là bị gì, mất công mạch điện giải. Ở đây là chúng ta như là gì, tăng kali máu thì chúng ta cũng không dùng được cái thuốc mà enalaprin này ha. Và khi mà các bạn dùng cái enalaprin này á, thì nó cũng giống như captopril, đó là một cái tác dụng phụ sẽ xảy ra như sau. Ví dụ như là gì, mặc dù là nó một cái thuốc mà chữa huyết áp, nhưng mà việc các bạn dùng nó có thể cái gì gây hại huyết áp một cách đột ngột. Cái thứ hai là gì, đau đầu chóng mặt. Thứ ba đó là ho khan. Thứ tư nó là buồn nôn tiêu chảy. Và cuối cùng đó là sẽ là dị ứng như là ngứa ban da hoặc là sẩn đỏ ha. Và ở đây thì khi các bạn dùng đến những, các bạn nên nhớ những cái đuôi mà PRIL này á, thì các bạn dùng vào đây chắc chắn sẽ gây ra hiện tượng là ho khan xảy ra là bình thường ha. Còn khi các bạn dùng cái đuôi mà BIN á, thì lại gây ra là gì, hả? BIN thì gây ra cái gì các bạn, nói mình nghe thử coi, BIN gây ra cái gì hả, gây ra cái gì, bữa mình có nói rồi ừ? Đuôi á, PIR BIL á thì gây ho khan, mà còn đối với cái đuôi mà BIN thì gây ra cái gì nào? Đối với những cái thuốc ví dụ là amlodipine hoặc là nifedipine á, thì gây ra cái gì?
hả? Cái đó hiện tượng gì mà các bạn hay thấy? Phù mắt cá chân hả thầy? Đúng rồi, phù, và phù ở đây là phù mắt cá chân là chúng ta dễ thấy nhất ha. Đấy. Và các bạn sẽ đi gặp bác sĩ nếu như các bạn gặp các trường hợp ví dụ như là choáng, cảm giác như là các bạn sắp ngất. Cái đó là giống như trong trường hợp đó các bạn hạ áp, gọi là hạ áp thể đứng. Cái thứ hai là nhịp tim chậm. Thứ ba là sốt, ớn lạnh, toàn thân cái triệu chứng như là mình bị cảm cúm, mệt mỏi rã rời ha. Rồi, hoặc là cái thứ ba nữa là cái việc của bạn về cái tim của bạn đập dồn dập và rung ngực. Rồi tiểu ít hoặc là không tiểu. Rồi sưng phù, tăng cân một cách đột ngột. Do là gì ạ? Do các bạn nó giữ lại luôn thằng về tăng kali lên. Rồi buồn nôn, yếu cơ, đau ngực, cảm giác là chân chăm chích và nhịp tim của bạn một cách thất thường. Rồi dễ bị bầm tím khi mà chảy máu. Bất thường, rồi vàng mắt, vàng da. Và đây là cái liều dùng của enalaprin đối với các trường hợp đó là dùng cho người lớn và trẻ em trong trường hợp mà tắc huyết áp. Tiếp theo sử dụng cái liều khởi đầu là 50mg ngày một lần, điều chỉnh theo cái là điều chỉnh liều theo mà đáp ứng. Và các bạn cứ dùng liều duy trì từ 10 đến 20mg ngày một lần. Rồi đối với bệnh nhân suy thận hoặc là đang dùng thuốc lợi tiểu thì nên khởi đầu với cái liều thấp hơn 2,5mg. Còn trong trường hợp mà các bạn bị suy tim ha, thì các bạn dùng liều khởi đầu đây là 2,5mg ngày một lần. Rồi sau đó các bạn sẽ tăng liều từ từ theo cái mà dùng nạp thuốc, duy trì khoảng từ 10 đến 20mg trên lần ngày 2 lần và liều được điều chỉnh mỗi 2 đến 4 tuần. Rồi cho và các bạn có thể dùng trong trường hợp đó là bạn phòng ngừa suy tim ở đối với những cái bệnh nhân mà rối loạn chức năng mà thất trái không triệu chứng. Thì các bạn dùng đây thì dùng các bạn dùng cái liều khởi đầu khoảng là 2,5mg ngày 2 lần. Sau đó thì các bạn sẽ tăng liều từ từ theo mà cái kiểm dung nạp thuốc. Sau đó các bạn duy trì là khoảng 10mg ngày trên lần, khoảng trên ngày 2 lần. Và liều được điều chỉnh cũng 2 đến 4 tuần, các bạn điều chỉnh lại liều. Còn đối với trẻ em thì gì? Liều dùng thì cần được kê dưới sự giám sát của huyết áp và một cách thận trọng của mà bác sĩ. Còn đây là khuyên trong các bạn khi uống thuốc thì các bạn có thể là gì? Có thể uống thuốc trước hoặc là sau khi ăn. Và tốt nhất là gì? Các bạn có thể là uống vào một thời gian nhất định. Ví dụ như là uống vào một buổi sáng, một thời gian nhất định. Chẳng hạn như buổi sáng là các bạn uống lúc 8 giờ. Đấy nha. Thì buổi tối, ví dụ như thường thường thì 9 giờ, 10 giờ các bạn đi ngủ thì các bạn có thể về uống thuốc uống trước khi đi ngủ khoảng 8 giờ các bạn ta, hoặc là 8 giờ tối các bạn uống. Thì là sao làm thì cách nhau khoảng 10 tiếng, 6 đến 8 tiếng hoặc là 10 tiếng chúng ta uống. Rồi và trong thời gian dùng thuốc thì các bạn nên uống nhiều nước mỗi ngày để bù lại cái lượng mà gì natri đi ra ngoài. Rồi tránh uống rượu bia trong quá trình mà các bạn hoặc là bổ sung kali trong khi các bạn dùng cái thuốc là Perindoprin hoặc là Captoprin hoặc là Enalaprin. Thì nói chung cũng dùng cái thuốc mà bên ức chế miễn dịch thì các bạn phải uống nhiều nước. Rồi người bệnh phải thường xuyên theo dõi và tái khám, cứ theo dõi huyết áp và không được dừng thuốc khi mà thấy huyết áp của các bạn mà giảm xuống. Và trong những cái tuần mà đầu tiên các bạn dùng thuốc thì các bạn sẽ gặp một số trường hợp ví dụ như là chóng mặt khi mà các bạn thay đổi tư thế từ ngồi nằm sang đứng. Cho nên là gì, cho nên các bạn khuyên bệnh nhân hoặc là người nhà của mình á thì uống cái này á, thì các bạn nên là đứng dậy một cách từ từ và chậm rãi thôi, được chưa? Và báo cho bác sĩ nếu như cái triệu chứng này mà nó kéo dài thì bác sĩ mà đổi thuốc. Rồi trong quá trình các bạn dùng thuốc enalaprin này các bạn không được tự ý dùng thuốc giảm đau mà chống viêm. ESET thuộc cái nhóm ESET như là indomethacin, ibuprofen, diclofenac hoặc là meloxicam. Và khi các bạn dùng cái thuốc ức chế miễn dịch thì một tác dụng phụ đó là gây ho. Và tác dụng phụ này cũng không bao giờ thuyên giảm khi mà các bạn uống thuốc giảm ho. Nếu như mà ho da giảm chịu không được thì các bạn có thể là gì? Đến gặp bác sĩ mà để được mà tư vấn thêm hoặc là đổi thuốc. Và ngoài cái thuốc mà các cái nhóm như là ức chế men chuyển hoặc là ức chế chạy gan canxi thì các bạn có thể dùng thêm các thuốc khác, ví dụ như là nhóm mà có thuốc ở đây là chúng ta có thuốc là methylopa. Thì cái này thuộc một cái nhóm đó là hạ áp liên giao cảm trung ương, và nó có biệt dưỡng ngoài thị trường đây là Aromed 250 nha. Và được dùng cho các trường hợp đó là tăng huyết áp thể vừa và mãn tính, và có thể dùng trong trường hợp đó là tăng huyết áp thai kỳ. Và không dùng trong trường hợp khi các bạn mẫn cảm với các thành phần của thuốc, viêm gan, xơ gan, u tế bào, ưa chrome,
người đang dùng thuốc ức chế mau và đang trong thời kỳ cho con bú. Ngoài ra còn một số thuốc như là guanfacin hoặc là clonidine thì các bạn cũng dùng được trong cái trường hợp mà các bạn bị cao huyết áp. Rồi, tiếp theo một cái nhóm nữa, tiếp theo một cái thuốc nữa đó là gì? Nhóm giảm hoạt trực tiếp. Ở đây chúng ta nói đến cái thuốc đó là hydralazine. Và bình dương ở ngoài thị trường các bạn có thể mua đó là Alprazolam. Và thuốc này thì được dùng trong trường hợp đó là tăng cái áp nặng, rồi điều trị suy tim khi các thuốc khác không có hiệu lực. Và các bạn có thể kết hợp vitamin B6 để tránh viêm thần kinh ngoại biên. Thì trong quá trình các bạn uống thuốc này á, thì các bạn có thể dùng thêm cái gọi là vitamin 3B, B1, B6, B12 đi để các bạn tránh cái trường hợp mà bị viêm do thần kinh ngoại biên khi các bạn dùng thuốc mà hydralazine này. Và đó các bạn có thể phối hợp với các thuốc khác để loại bỏ các phản xạ bù như là hoạt tính renin, tăng nhịp tim hoặc là ư nước của cái hydralazine cho đối với cái nhóm mà giảm hoạt trực tiếp. Và khi mà cái dùng là khi không dùng trong các trường hợp đó là không dùng trong trường hợp bệnh nhân bị lupus mạc đỏ, nhịp tim nhanh, rồi suy tim tăng lưu lượng, rồi tâm phế mãn, thiếu máu cục bộ cơ tim. Và các cái thuốc tương tự trong cái nhóm mà giảm mạch trực tiếp này thì chúng ta sẽ có là gì? Nitroprusis hay là bị dược có bị dược đó là Nipris, dùng trong trường hợp là cấp cứu. Thì các bạn nên nhớ những cái gốc mà nitrat nitrit hữu cơ á, thì mình cũng đã nói rồi đúng không? Bữa mình cũng nói rồi thì cái này thường thường là gì? Chúng ta dùng trong trường hợp đó là cấp cứu. Hoặc ngoài ra thì captopril nó còn một cái dạng nữa đó là dạng mà adalat á, và cũng dùng trong trường hợp cấp cứu khi mà bệnh nhân bị tăng huyết áp á, hồi lâu người ta hay dùng á, thì hiện nay người ta vẫn không dùng đó là cái viên adalat mà viên mà nhỏ dưới lưỡi á, nhá, cái dạng giống dạng dung dịch, cái viên nó giống như cái viên mà vitamin A. Các bạn chỉ cần chích là nhỏ 3 giọt, là lấy cái kia các bạn chích, sau đó các bạn nặng và bỏ nhỏ 3 giọt ở dưới lưỡi để mà hạ áp trong trường hợp cấp cứu ha. Còn không thì các bạn có thể dùng đến nitroprusid nặng được, nó sẽ dùng trong trường hợp cấp cứu và nó hạ áp khá nhanh ha. Rồi thuốc minoxidil lonitin thì nó dùng trong trường hợp đó là tăng huyết áp kèm với lại suy thận. Rồi, mà tiếp theo một cái thuốc nữa đó là hạ áp mà liền giống cản ngoại biên. Đây chúng ta nói đến đó là Rasipin. Và Rasipin ở đây là chiết xuất từ cây ba gạt ha. Thì Rasipin ở đây dùng trong trường hợp đó là tăng huyết áp, dùng trong hội chứng Raynaud và các trường hợp mà rối loạn tâm thần mà bị kích động, và không dùng trong các trường hợp mẫn cảm với các thành phần của mẫn cảm với Rasipin, người bị lét dạ dày tá tràng, người bị trầm cảm và phụ nữ đang mang thai và cho con bú thì các bạn cũng không được dùng ha. Rồi tiếp theo một thuốc nữa, những cái thuốc mà tương tự trong cái nhóm mà giảm mạch ngoại biên này đó là giảm mạch hạn áp mà liệt ngoài cảm giao cảm ngoại biên, thì chúng ta còn có thuốc nữa là guanareo hoặc là guanethidin. Thì cái này thì có thể dùng ở dạng đó là viên hoặc là dạng ống, cũng dùng trong trường hợp đó là hạn áp. Và thứ hai, và chúng ta qua tiếp một cái nhóm nữa, đó là một cái thuốc mà hiện nay hay dùng nha, trong trường hợp mà để thay thế cho thằng captopril hoặc là amlodipine ha. Ở đây thường thường là họ sẽ thay thế cho thằng captopril, đó là thuốc hạ áp đối kháng cái thụ thể angiotensin 2. Thì ở đây các bạn nhớ các cái đuôi á, đó là đuôi sartan ha, sartan được chưa, như là rosuvastatin, irbesartan hoặc là sạc tăng ha, những cái đuôi sạc tăng ở phía sau á, thì đó là những cái thuốc mà gáp đối kháng thụ thể angiotensin 2. Thì cái thuốc này á, nó có một cái ưu điểm hơn cái nhóm mà ức chế men chuyển, đó là nó sẽ không gây ho khan ha, giống như trong trường hợp mà khi các bạn dùng thuốc mà captopril. Cho nên là gì, trong trường hợp mà các bạn dùng captopril mà các bạn ho nhiều quá ha, mà các bạn chịu ho dai dẳng mà các bạn chịu không được á, thì thường thường thì các bạn sẽ đến bác sĩ thường thường sẽ đổ qua cái nhóm mà ức chế men chuyển này, cái nhóm mà đối kháng cái thụ thể mà angiotensin 2 ha, thì nó sẽ dùng đến thì nó sẽ gây nó sẽ là gì, nó không gây ho khan so với là cái nhóm mà ức chế men chuyển. Và ngoài ra nó còn gì ưu điểm hơn nhiều so với nhóm ức chế men chuyển ha.
và được dùng trong trường hợp đó khi các bạn tăng huyết áp nhẹ và vừa. Đấy. Và các bạn không dùng Losartan trong các trường hợp đó là quá mặn với Losartan, phụ nữ có thai và đang cho con bú. À. Thưa thầy, cho em hỏi trong cái trường hợp mà ý uống những cái đòi dòng này nhưng mà huyết áp nó vẫn tăng, nó không có giảm, thì mình có cái đòi nào mà để uống cho nó nhanh giảm không thầy? Uống nhanh giảm đó, trong trường hợp đó là khi nào dùng cấp cứu thì uống mới nhanh giảm được chị ơi. Còn đối với thuốc huyết áp này thì chị dùng ít nhất phải 3 tháng chị ha, trên 3 tháng. Dạ, dùng liều thì dạ, thì nghĩa là ở người nhà vẫn dùng theo liều của bác sĩ, nhưng mà ví dụ như huyết áp là bác sĩ cho là ngày uống 2 lần, nhưng mà uống đó mới uống xong á, một chập tiếng sau là huyết áp nó cũng nhảy cái vèo lên cao nữa rồi, chứ nó không có giảm xuống được á thầy. Không có giảm xuống mà bác sĩ cũng không tăng liều lên đúng không? Dạ không, dạ đúng rồi, không ai dám tăng liều của thuốc mà bên huyết áp này đâu chị. Nói chung là một ngày 2 lần đã huyết áp chứng tỏ là gì? Huyết áp người nhà của chị chứng tỏ là không ổn định. Dạ. Không ổn định, cho nên người ta mới cho uống ngày 2 lần. Và uống hiện tại đang uống thuốc gì ạ? Dạ, uống Captopril đó thầy. Cái mà thuốc mà nó bị ho. Dạ. Captopril đó hả? Dạ đúng rồi, dạ. Ừ. Cái này thì có thể gì? À, hỏi bác sĩ thì có thể đổ qua thằng Lorazepam được hay không? Ừ. Để muốn giảm được hiện tượng ho khan này thì có thể chuyển qua Losartan. Thì vì Losartan này á, Losartan này thì nó ưu điểm hơn thằng Captopril nhiều ha. Cho nên là có thể hỏi thôi, có thể là chuyển qua được ức gọi là giống như dùng nối tiếp chuyển qua ha. Còn không nữa thì nếu như mà cho em hỏi đây, người nhà các chị có uống cái thuốc mà con còn không ạ? Dạ có. À, bác sĩ cho 4 loại lận, em nhớ là còn con rồi Aspirin rồi Mimosa, cái gì? Cái thuốc an thần á, Mimosa đúng rồi, với một cái viên gì nữa mà em quên mất cái tên rồi. Rồi. Nhưng mà cái đó thì uống là một ngày uống 2 lần, một lần 4 cái loại đó, nhưng mà uống xong là một chập sau khoảng tiếng là nó vẫn tăng huyết áp lên à. Do đó thì huyết áp người nhà của chị nó không ổn định ha. Bây giờ muốn giảm nhanh cũng không ai dám giảm nhanh đâu chị ơi, giảm nhanh thì sẽ gây ra hàng áp thì đứng một hàng áp tốt cái áp cách đột ngột còn nguy hiểm hơn nữa ha. Cho nên là chị chấp nhận nha, mình phải từ từ đừng nóng vội nhá. Mà mỗi lần mà tăng huyết áp là giống như nó bị lên cơn đó thầy, giống như gọi là sao ta, giống như cái tiềm thức nó cứ quay về cái thời gian trước, cứ nói sản mê sản, nói cái chuyện gì đâu á. Rồi bỏ nhà đi thầy ơi. Mỗi lần tăng huyết áp là bỏ nhà đi. Mỗi lần tăng huyết áp bỏ nhà đi. Cái này có bị cú sốc gì vậy? Dạ không, không có bị cú sốc gì hết. Nhưng mà cứ mỗi lần mà huyết áp nó không ổn định ấy, là cứ bỏ nhà đi, đi giống như đi trong tiềm thức đó, cứ đi, cứ nói đi đến cái điểm đó, đi cứ đi vậy đó. Hôm nay thì chịu rồi. Nên người ta mới trong thêm cái thuốc an thần Mimosa ở trong đó. Dạ. Cái này thì thôi cố gắng thôi biết sao. Trời em nói thì bây giờ cũng không ai dám tăng liều cái này lên đâu chị. Em dám hứa luôn. Không ai dám tăng, ngay cả em này em tăng liều em cũng dám tăng nữa. Vì cái thuốc án này nguy hiểm lắm nha. Dạ. Đó. Dạ cảm ơn thầy ạ. Rồi. Xin lỗi mọi người đi. Tiếp theo chúng ta qua một cái thuốc mà một thuốc nữa cũng dùng cho trường hợp mà tăng huyết áp, đó là cái thuốc mà chạy beta do cảm beta blocker ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có đó là 160-25. Rồi đang dùng ở đây nên mới tăng huyết áp mà. Thì trong trường hợp này thì dùng có thấy nó có ổn định không chị? Tăng lên có thấy ổn định không? Tăng huyết áp thì... Tại vì cái thuốc này nè, hồi đợt đó là em có để ý một cái bác sĩ ở khoa tim mạch đó,
thì ổng có xử lý một cái trường hợp là cái bác này uống nifedipine 20 dùng mỗi ngày nhưng mà nó không có giảm á, thì bác sĩ có tăng lên cái liều FOHTC này á thầy, thì ổng uống một hồi thì ổng giảm hẳn luôn. Tại liều ổng bảo là liều này là liều cao, liều mạnh, vậy thì nó uống vào thì nó có xảy ra cái gì không thầy? À, dùng cái này thì cũng được. Này nó có tăng liều lên mà chiều trình độ ổn định đó, thì tiếp tục điều trị theo cái hướng đó ha. Dạ thầy. Nếu như điều trị mà nó cảm thấy huyết áp mà nó ổn định đó thì cứ điều trị theo cái to mà cái gọi là cái điều trị của bác sĩ ha. Cũng đừng thay đổi thuốc chị ha. Như nào? Thầy, cho em hỏi cái Captopril thầy hình như là chỉ dùng khi mà mình huyết áp nó lên cao mà mình muốn hạ cao quá, mình muốn hạ nhanh thì hạ nhanh thì nó có thằng Adalat đó chị. Adalat nhỏ 3 giọt dưới lưỡi rất là nhanh. Bây giờ thì có còn cho xài Adalat không? Tại vì mấy chục năm về trước thì em thấy toàn xài Adalat, lúc đó chắc chưa có Captopril thầy. Adalat hồi đó là đúng rồi, lúc đó là Adalat ở đây thì nó có, hiện tại vẫn còn dùng Adalat chị ha. Vẫn dùng Adalat ở đây nhìn chị dùng trong trường hợp đó là 10mg dùng trong trường hợp cấp cứu thôi. Ha. Đó là nhỏ dưới lưỡi, nhỏ 3 giọt dưới lưỡi. Chứ còn có... mà hồi lâu thì có Adalat viên, nhưng mà hiện tại bây giờ không ai dùng Adalat viên cả, chỉ người ta chỉ dùng Adalat dung dịch đó là nhỏ thôi ha. Thì cái Captopril có thể xài hiện tại bây giờ là trong trường hợp mà cấp cứu thì người ta vẫn dùng đến cái thằng Adalat này nhỏ dưới lưỡi vậy ha. Đó, nói chung vẫn còn dùng. Nhưng mà những cái thuốc mà bên tim mạch này á thì khi mọi người mua á là phải có đơn của bác sĩ thì mọi người ta mới dám bán cho mọi người ha. Chứ còn bình thường không có đơn của bác sĩ không ai dám bán cho mọi người đâu nhá. Nhưng mà cái Captopril thì mình có thể xài ví dụ như chỉ khi nào cao mới 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 dùng, hay là mình thấy như nãy cái bạn hồi nãy bạn nói bác sĩ cho xài thường xuyên vậy thì có ảnh hưởng, có bị để lại các tác dụng phụ nhiều sao không? Cái thuốc Captopril này không phải là lúc nào huyết áp cao mới dùng đâu. Ví dụ như bác sĩ chơi, ví dụ như về chỉ định đó, ngày 2 viên thì một ngày thì mình chị phải dùng cho đủ 2 viên ha. Thì không có giảm lại được đâu chị nhé. Yeah. 25 đó nhà thuốc nó vẫn bán chui á thầy. Thì những nhà thuốc, nói chung là nhà thuốc bán thì bán chui thì vẫn có chứ mà không có nhá. Bán chui vẫn có chứ mà là không. Giờ thì vì lợi nhuận thôi. Vì lợi nhuận thì họ bán chui là bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà cái này thật ra cái thuốc huyết áp này á, là phải có đơn của bác sĩ thì gọi là bán chính xác ra là phải có đơn của bác sĩ. Vì nếu không có đơn của bác sĩ thì đâu ai dám bán các bạn đâu. Ha. Rất là nguy hiểm nha. Thầy có thể chia sẻ giúp tụi em là để thống kê là trong 6 cái loại thuốc mà hại huyết áp đó thầy, thì trong nguyên nhân tùy theo cái căn nguyên của cái bệnh huyết áp đó mà mình mới sử dụng thì thầy có thể giùm tụi em được không ạ? Bây giờ là thuốc huyết áp mà thầy dùng thông dụng nhất á hiện nay á. Đó là chỉ có là thằng amlodipine với lại hai cái thuốc mà hay dùng nhất là nhóm ức chế men chuyển và nhóm trị cái canxi là hay dùng nhất. Ngoài ra thì cái trị có thể gì ạ? Nếu như trong trường hợp mà dùng cái nhóm mà ức chế men chuyển á mà gây ra hiện tượng ho khan á thì chị có thể chuyển qua đó là dùng cái nối tiếp chuyển qua đó là dùng thằng đuôi mà đuôi sạc thằng phía sau á, ví dụ như là losartan á, để giảm cái hiện tượng mà cái ho khan á.
Dạ, ý em nói ý là gì? Thí dụ như tại sao khi mình khi nào triệu chứng như bệnh nhân nguyên nhân nào thì xài cái hạ canxi, nguyên nhân nào? Thí dụ như em biết là trong cái trẻ beta thì có thể là do họ có vấn đề về thần kinh tim hay gì. Còn bây giờ nói thẳng với chị như này, dùng khi dùng những cái thuốc đó chắc chắn tim của chị cũng có đã có vấn đề rồi chị ha. Khi dùng những cái thuốc ở trên đó, những cái thuốc huyết áp đó, thì tim mạch của chị cũng đã có vấn đề rồi nhá. Nhưng mà người ta dựa theo các xét nghiệm cần lâm sàng với lại lâm sàng nữa để mà người ta cho coi thì cho chị uống thuốc gì nhá. Bây giờ dạ, như người ta uống trạng như người ta bị đau bao tử thì nên uống một cái loại chỉ nó tránh không để lại cái tác dụng phụ là đau bao tử, hoặc là thuốc nào nó ý là em hỏi là phân loại như vậy, tức là nguyên nhân giả sử người ta bị nguyên nhân sao thì sẽ uống trạng beta, nguyên nhân sao thì sẽ uống hạ canxi, nguyên nhân sao thì nó sẽ hạ lợi tiểu. Ví dụ là ví dụ như suy thận, thận yếu thì người ta sẽ bị huyết áp lên, thì lúc đó mình sẽ xài cái loại huyết áp mà nó có cái tác dụng là lợi tiểu để mình hạ huyết áp xuống. Ý là em hỏi là mình có thể căn cứ trên cái đó để mình cho ra cái loại căn cứ nên cái đó là phải còn dựa vào cái xét nghiệm này chị ơi, dựa theo xét nghiệm này người ta mới dám cho chị, chứ không bình thường người ta không ai dám phán mà người ta cho chị uống thuốc đó được đâu ha. Còn dựa vào các cái xét nghiệm lâm sàng và dựa các xét nghiệm cận lâm sàng mình mới biết được nhá, thì mới biết mà mình sử dụng cái thuốc đó, những cái thuốc mà dùng ức chế men chuyển hoặc là chuyện canxi hoặc là giãn mạch ngoại biên hoặc là như thế nào đó. Còn dựa vào các cái chỉ số xét nghiệm nữa nhá. Giờ chứ còn bình thường thì gì hay dùng là nhóm ức chế men chuyển và nhóm mà ức chế chuyện canxi nhá. Đấy, thì giờ bình thường thì thông thường thì dùng hai cái đó thôi. Còn nếu như mà gọi là muốn là biết là gì lúc nào thì dùng nhóm giảm mạch ngoại biên, lúc nào thì dùng cái nhóm beta blocker hoặc là ức chế men chuyển hoặc này kia thì cái đó còn dựa vào các cái chỉ số xét nghiệm nữa nhá. Lúc này là xét nghiệm máu hay là sao ạ? Người ta đã xét nghiệm một cánh gọi là gì, xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu luôn, thì giống như xét nghiệm tổng quát á. Ngoài ra còn sử dụng ngoài ra còn các phương pháp siêu âm siêu đồ người ta mới biết được nghe chị nhá. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Bây giờ chúng ta đi qua thêm một cái thuốc nữa đó, nhóm một nhóm thuốc nữa trong điều trị cao áp, đó là nhóm trẻ beta blocker hay gọi là trẻ beta giao cảm. Thì ở đây là cái thuốc đầu tiên ở trong mà cái nhóm này á, mà ta hồi lâu á, nói đến là ta hay dùng, đó là nhóm mà propranolol. Thì đây là một cái nhóm thuộc đây thì có nhóm tim mạch thuộc là một thuốc tim mạch mà thuộc cái nhóm đó là trẻ beta blocker hay gọi là trẻ beta giao cảm. Không tròn lọt và ức chế cạnh tranh với các chất dẫn truyền thần kinh ở trên tim, tuần hoàn máu và thận. Và cái thuốc mà propranolol này được dùng trong các trường hợp đó là gì? Đau thắt ngực do sơ vữa động mạch vành. Thứ hai, tăng huyết áp. Thứ ba đó là điều trị loạn nhịp tim. Thứ tư là nhồi máu cơ tim. Thứ năm là đau nửa đầu. Thứ sáu là rung vô căng. Thứ bảy là dùng trong trường hợp mà bệnh cơ tim phi đại, hẹp đường ra thoát trái. Thứ tám đó là tăng đánh giáp, và cuối cùng đó là tăng áp lực cửa. Đó thì trong có thể dùng trong 8 trường hợp như vậy. Thì đây là tác dụng chính. Thì nói chung là bên chúng ta thì tác dụng chính như thế nào thì tác dụng phụ và chống chỉ định nó cũng tương đương ngang nhau ha. Và ở đây thì chúng ta gì ạ? Đối với trẻ em thì chúng ta dùng một cách thận trọng. Đối với phụ nữ có thai thì chỉ sử dụng khi thật cần thiết ha. Đối với phụ nữ cho con bú gì ạ? Thì các bạn phải thận trọng. Ngừng cho con bú khi dùng thuốc ít nhất khoảng 3 giờ. Nếu người cao tuổi thì bạn thể dùng được, nhưng mà dùng cũng phải là một cách thận trọng nhá. Và chống chỉ định và thận trọng khi các bạn dùng propranolol này như sau. Đối với chống chỉ định ở đây là dị ứng với propranolol hoặc là dị ứng với các cái thuốc mà thuộc cái nhóm mà chạng beta blocker. Rồi không dùng trường hợp bị hen phế quản, nhịp xoay chậm và block nhịp thất độ 2, độ 3. Những người bị sốc tim và nhược cơ thì chúng ta không nên dùng. Còn đối với thận trọng trong cái trường hợp đó là gì? Những người về cái bệnh về cơ. Thứ hai là viêm phế quản tràn khí. Thứ ba là đái tháo đường. Thứ tư là hạ đường huyết. Rồi nhịp tim chậm, huyết áp thấp, suy tim sung huyết. Những người bị trầm cảm, những người về bệnh gan, thận.
những người bị về tuyến giáp, rồi những người đang bị u tế bào u Crohn hoặc là rối loạn tuần hoàn ngoại biên như hội chứng là burnout, thì những các bạn thì những trường hợp này thì khi mọi người dùng thì nhớ nó là phải là dùng cách thận trọng ha. Đây, về tác dụng phụ khi mà các bạn dùng đến cái thuốc mà propranolol này như sau. Đầu tiên đó là hạ áp và lạnh chân tay. Nha, hầu hết là tác dụng phụ nó nhẹ mà nó thoáng qua nha. Nhưng mà nhìn nó nhẹ và thoáng qua là cũng tùy theo từng người, tùy theo quy định của từng người nhé. Đó là gì? Đầu tiên hạ áp, chân tay sẽ lạnh. Cái thứ hai đó là mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ. Cái thứ ba đó là gì? Khi các bạn dùng cái propranolol này nó dễ gây ra kích động và dễ bực tức nhé. Rồi, và đi khám bác sĩ nếu như các bạn gặp các trường hợp như là nhịp tim chậm hoặc là bất thường, là choáng, cảm giác như là bạn sắp ngất, là thở khò khè hoặc khó thở, và khó thở trong các trường hợp ngay cả khi mà các bạn gắng sức nhẹ, hoặc là những người bị sưng phù, tăng cân nhanh một cách đột ngột, rồi suy yếu, nhìn mờ, không phối hợp các hoạt động được với nhau, rồi tứ chi tê lạnh, rồi trầm cảm, lú lẫn, ảo giác, buồn nôn, đau bụng, ngứa, mệt mỏi, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, phân đất tét, vàng mắt vàng da, rồi đau đầu, đói bụng, yếu, đổ mồ hôi, lú lẫn, chóng mặt, nhịp tim nhanh, bồn chồn. Thì những khi các bạn gặp những cái triệu chứng này mà nó nặng thì các bạn phải đi gặp bác sĩ ha. Còn đây là trường hợp mà lưu dùng khi các bạn dùng propranolol. Trong trường hợp mà tăng huyết áp thì các bạn phải gì ạ? Dựa trên cái đáp ứng của một bệnh nhân. Và các bạn dùng liều khởi đầu đây từ 20 đến 40 mg trên lần, ngày 2 lần. Còn tăng huyết áp thì tăng dần cái liều và cách nhau từ 3 đến 7 ngày cho đến khi mà huyết áp ổn định ở mức độ yêu cầu. Và liều thông thường thì nó có hiệu quả là khoảng từ 160 đến 320 mg trên ngày. Rồi trong trường hợp mà đau thắt ngực thì các bạn sẽ dùng liều khởi đầu đây là khoảng là 40 mg trên lần, ngày 23 lần, và sau đó các bạn sẽ tăng liều lên đến 120 đến 240 mg trên ngày. Rồi trong trường hợp mà loạn nhịp tim thì 10 đến 30 mg trên lần nhân 3-4 lần trên ngày. Và uống trước khi ăn và trước khi đi ngủ. Rồi trong trường hợp bị nhồi máu cơ tim thì các bạn sẽ dùng trường hợp là bắt đầu sau cơn nhồi máu cơ tim cấp tính vài ngày thôi. Còn 3-4 ngày thì các bạn dùng cái liều là khoảng từ 180 đến 240 mg trên ngày, chia làm nhiều lần, và bắt đầu sau cơn nhồi máu cơ tim từ 5 đến 21 ngày. Xin lỗi. Rồi. Nếu trong trường hợp đó là đau nửa đầu thì các bạn đây là các bạn phải dùng cái liều đó là gì ạ? Liều tâm dò theo từng người bệnh một. Ví dụ như ở đây các bạn dùng cái liều khởi đầu là 80 mg. Đây là một cái liều mà gọi là hiệu quả thông thường, nhưng mà vì có người sẽ đáp ứng liều cao hơn thì các bạn sẽ dùng giờ. Bắt đầu bạn tăng dần 80 và các bạn dần tăng đến tối đa khoảng là 240 mg trên ngày. Còn trong trường hợp mà rung vô căn thì các bạn cũng phải dùng như cái liều ở đây là do liều theo từng bệnh nhân, và liều khởi đầu đây các bạn sẽ dùng là 40 mg trên ngày, và liều hiệu quả thông thường là khoảng từ 120 đến 240 mg trên ngày, và tối đa ở đây là 320 mg trên ngày. Đó là liều dùng của propranolol. Rồi
Còn đây là khuyên các bạn khi các bạn uống thuốc là gì? À, thuốc này có thể các bạn uống trước ăn hoặc sau khi ăn, và nên uống thuốc vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Ví dụ buổi sáng là các bạn uống vào lúc bây giờ 7 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ hoặc là 8 giờ yeah. Để tạo ra một cái nhịp sinh học. Đến khi đến lúc đó mà các bạn không uống thì các bạn gì ạ? Thì người của các bạn sẽ về, có thể các bạn sẽ báo cho các bạn là gì? Một cái cách gọi là nó gây ra một cảm giác là khó chịu cho người là các bạn sẽ biết là các bạn chưa uống thuốc ha. Rồi cái thứ hai đó là gì? Các bạn có thể dùng cái thuốc mà đơn độc hoặc là phối hợp với các thuốc khác nha. À, để về điều trị tăng huyết áp ha. Xin lỗi các bạn. Người đang mê đi đâu đi. Rồi tiếp tục đó là gì ạ? Để giảm được cái nguy cơ mà tim mạch thì các bạn cần phải thay đổi của lối sống, đó là gì? Bỏ hút thuốc, kiểm soát được đường huyết, luyện tập luyện thể lực và tuân thủ dùng thuốc nha. Thứ tư đó là không được dùng thuốc một cách gọi là đột ngột. Khi các bạn dùng thuốc, quá trình mà các bạn dùng propranolol này, các bạn đang dùng thuốc, các bạn điều trị mà các bạn dùng thuốc một cách đột ngột là gì? Huyết áp các bạn sẽ gì? Tăng trở lại bình thường. Rồi, người bệnh phải thường xuyên mà tái khám theo dõi huyết áp và không dùng thuốc khi mà thấy huyết áp của bạn gì giảm xuống á. Rồi tiếp theo chúng ta qua một cái nhóm nữa ha, mà cũng dẫn đến một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến đó là gì? À, cái huyết áp hoặc là đái tháo đường hoặc là sơ vữa động mạch ha, dẫn đến những cái bệnh về tim mạch, đó là nhóm mà giảm lipid máu. Thấy chưa? Khi nó đến giảm lipid máu thì các bạn nhớ đến dùng cái đuôi ở đây là đuôi gì? Đuôi gì? Fibrast hoặc là đuôi Prast. Yeah. Ví dụ là Losifrast này, hoặc là Fenosifrast này. Đó là những cái đó là những cái thuốc mà dùng trong trường hợp mà giảm mỡ máu ha. Thì khi các bạn dùng cái thuốc mà giảm mỡ máu ở đây thì các bạn cần chú ý đó là gì? Đầu tiên đó là trước hết là các bạn cần phải phân loại được cái nồng độ. Khi các bạn mà điều trị cho cái thuốc mỡ máu này thì các bạn cần lưu ý đó là gì? À, khi điều trị thì các bạn cần phải phân loại được cái nồng độ mà cholesterol ở trong máu để làm gì? Để biết được khi nào các bạn bắt đầu dạ dùng thuốc. Tại vì khi các bạn đi xét nghiệm mà nồng độ cholesterol trong máu của bạn mà không cao lắm thì lúc đó thì các bạn gì ạ? Không cần phải dùng đến thuốc, mà lúc đó thì các bạn sẽ dùng đến gì ạ? À, các bạn sẽ dùng cái phương pháp đó là không dùng thuốc, có nghĩa là các bạn sẽ là xem lại cái chế độ ăn uống và cái chế độ sinh hoạt của các bạn ha. À, đó là phương pháp mà các bạn không dùng thuốc đó. Thì nào, cái thứ hai là gì? Các bạn điều trị bằng thuốc thì các bạn cần phải phối hợp với điều trị bằng cái chế độ đó là ăn kiêng. Ăn kiêng ở đây có nghĩa là cái gì? Các bạn không phải ăn kiêng một cách quá mức, có nghĩa là các bạn nghe bác sĩ kêu không được ăn mỡ nhiều, không được ăn mỡ, các bạn về bỏ 100% đi, các bạn không dùng thịt ha. Không, không nên ha. Các bạn cái gì ăn kiêng ở đây là các bạn vẫn phải vẫn ăn, nhưng mà gì, ăn ít thôi chứ không được nhiều, không được ăn nhiều như hồi lâu, được chưa nào? Các bạn ăn ít lại, được chưa nào? À, các bạn sẽ gì ạ? À, dùng cái chế độ ăn kiêng và tiếp tục đến khi mà các bạn mà đạt được cái kết quả đó là trị liệu. À, cái thứ ba đó là gì? Các bạn cần phải xác định rõ cái dạng tăng lipid máu đó là nguyên phát hay là thứ phát. Thế nào? Cái thứ tư đó là tránh dùng thuốc trong thời kỳ mà mang thai và đang trong bụng bú. Cái thứ năm đó là chỉ được dùng thuốc tăng lipid máu cho trẻ em trên 6 tuổi khi mà cái sự mà myelin hóa ở cái hệ thần kinh của trẻ đã hoàn chỉnh. Còn dưới 6 tuổi thì chưa hoàn chỉnh ha. Rồi. Và cái nhóm thuốc mà có khả năng mà gì ạ? À, đối với những cái nhóm thuốc mà có khả năng mà giảm mỡ máu
và đồng thời đây là và đồng thời có tác dụng là giảm tổng hợp lipid máu, tăng hóa mỡ hay là tái phong hóa mỡ ở trong cơ thể chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ có đuôi là statin. Ở đây thì ở nhà đây không biết ở nhà các bạn có người nào đã bị gan nhiễm mỡ chưa? Bị gan nhiễm mỡ chưa? Có người nào bị gan nhiễm mỡ chưa nào? Hả? Có đấy thầy. Có em thầy. Ở đây thì nãy có người kêu là gì nói với mình là người bị gan nhiễm mỡ đúng không ạ? À? Và anh coi cái thuốc gan nhiễm mỡ của anh có cái duastatin không ạ? À? Có duastatin không? Có duastatin không? Ừ? Bạn coi thử cái thuốc của bạn có duastatin không ạ? À? Có không ạ? À? Có duastatin không? Hả? Có không? Hả? Có mà người nào kêu là em bị gan nhiễm mỡ rồi thì coi thử là coi lại cái thuốc thử có duastatin ở phía sau không, ví dụ như là astaxanthin nè, sivastatin, lovastatin hoặc là rosuvastatin. Nhưng mà ở đây mình thấy nếu như mà mọi người ở trong trường hợp mà dùng gan nhiễm mỡ ở đây hay dùng cái thằng astaxanthin hoặc là rosuvastatin thì các bạn coi thử có cái đuôi mà statin ở phía sau không, có cái nhỏ coi thử cái nhóm cái đuôi mà statin ở phía sau không, có không? Hả? Có không nào? Có hả? Rồi hiện tại thì cái đuôi của bạn thì là cái đuôi của bạn là gì? Hả? Bạn đang dùng thuốc gì? Rosu hay là Ato? Rosu hay là Ato? Ato Vastatin hay là Rosu Vastatin? Ừ? Cái nào? Rosu hay là Ato? Rồi một cái nhóm thứ hai nữa ở trong trường hợp mà giảm cái mỡ máu và lipid máu, ở đây là nhóm fibras, ví dụ như là benzafibras hoặc là ciprofibras nha. Và ở đây thường thường mình thấy hầu như là hiện tại thì trên thị trường là cái thuốc mà các bạn hay dùng thông dụng hay dùng đó là gì ạ? Ciprofibras ha, ciprofibras nè. Yeah. Tiếp theo một nhóm nữa là nhóm mà resin gắn axit mật, thì ở đây chúng ta có các thuốc như là cholesteramine, có bị dược ở ngoài thị trường đó là Westran hoặc là chlorestipol, thì có cái bị dược ở ngoài thị trường đó là thuốc mỡ máu quá cao, thì sử dụng thuốc nào mỡ máu quá cao giờ chị có uống cái đó với lại là coi chế độ tập luyện nhé. Vẫn dùng của thuốc mỡ máu, vẫn dùng thuốc mỡ máu tăng lipid máu rồi sau đó kết hợp với chế độ ăn uống. Thì ở ngoài thị trường này thì cái thuốc mà cholesterol này á, bây giờ ở ngoài thị trường đó là cholestic, yeah, cholestic. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng từ các cái thuốc khác như là omega 3, niacin, vitamin B3, vitamin BB, vitamin E. Và có thể kết hợp hai cái thuốc. Ngoài ra thì các bạn có thể là gì? Kết hợp hai thuốc, hai nhóm thuốc điều trị khác nhau. Nếu như thấy cần thiết, ví dụ như ở đây các bạn sử dụng đó là statin cộng với niacin. Có nghĩa là các bạn có thể dùng là thuốc mà gan nhiễm mỡ các bạn cộng với lại một nhóm thuốc khác. Ở đây cái gì thường thường là gì ạ? Hay điều trị đó là gì, người ta hay cho các bạn đó là khi các bạn uống đuôi mà salomastatin á thì hay kết hợp với lại omega 3 hoặc là vitamin E ha, để gì bảo vệ cái thành mạch của các bạn, đúng chưa? Thì vitamin E và omega 3 đó nó có tác dụng là bảo vệ cái thành mạch, hoặc là vitamin BB làm bền thành mạch của các bạn ha. Còn với trong trường hợp mà ở đây có người nói là trong trường hợp mà cao quá thì biết dùng gì, thì các bạn vẫn phải dùng thuốc cộng với chế độ gì, ăn uống và tập luyện, đúng chưa? Để cho nó giảm xuống ha. Chúng mà đang không còn cách nào khác. Dạ. Yeah. Còn không nữa gì? Đi hút mỡ. Ừ. Mình thấy có nhiều người đi hút mỡ bụng đó.
Hả? Đó, bây giờ chúng ta nói đến cái thuốc đầu tiên ở đây là cái nhóm cái thuốc đầu tiên trong trường hợp mà điều trị cái mỡ máu này, đó là phenofibrous. Đây là dạng chất của acid fibric. Các thuốc của cái nhóm này thường thường hấp thụ tốt cái đường tiêu hóa và nó gắn mạnh vào protein tường, và các bạn có thể dùng có cùng một cơ chế tác dụng và tăng hoạt tính lipoprotein lipase ở cái tế bào, đặc biệt là cái tế bào cơ, và từ đó nó sẽ dẫn tới nó sẽ dẫn tới phân hủy, đó là triglyceride, và nó sẽ tăng thoái hóa VLDL. Và ở đây thì trong quá trình mà các bạn điều trị mà lipid máu thì các bạn phải để hai cái chỉ số, đó là LDL và HDL. Và trong quá điều trị cái mà lipid máu này thì các bạn phải làm sao làm để giảm được cái lượng đó là LDL đi, và phải tăng được cái lượng mà HDL lên. Vì LDL người ta gọi là gì? Mỡ xấu. Và cái này là gì? Là một trong những nguyên nhân dẫn tới đó là gì? Xơ vữa động mạch ha. Còn đối với HDL, đây là một cái mỡ hay gọi là cái mỡ tốt để đi nuôi cơ thể, được chưa? Đó. Thì trong quá trình của các bạn mà điều trị thì các bạn điều trị gì ạ? Trong quá trình mà điều trị thì các bạn gì ạ? Phải theo dõi cái hai cái chỉ số thôi, LDL và HDL, trong quá trình mà khi các bạn đi xét nghiệm máu á, yeah. Và nếu như mà thấy LDL mà giảm xuống và HDL các bạn tăng lên là coi như là các bạn đã điều trị đang trên đường là gì, đi đúng hướng ha. Rồi tiếp theo là tôi đang nói về cái thuốc tiếp theo ở trong trường hợp mà các bạn điều trị mà lipid máu ở đây, đó là ciprofibras. Về tác dụng của ciprofibras, đây là một thuốc điều trị rối loạn lipid máu thuộc nhóm là fibras, và nó có tác dụng đây là nó sẽ hạ được cholesterol trong máu và triglyceride máu. Ciprofibras ngoài ra còn có một tác dụng là chống kích thích tiểu cầu và tiêu được cái creatinine. Và được dùng trong các trường hợp đó là gì? Khi các bạn dùng cái thuốc mà ciprofibras này thì các bạn phải kết hợp cùng với chế độ ăn uống nè, tập luyện và giảm cân trong quá trình điều trị. Và cái ciprofibras được dùng trong trường hợp đó là tăng triglyceride máu nặng, hoặc là nó không hạ được cái HDL. Yeah. Rồi thứ hai là trường hợp đó là tăng lipid máu hỗn hợp không đáp ứng, hoặc là chống chỉ định với các statin. Và các đối tượng khi các bạn dùng thuốc ở đây thì trẻ em, thì đối với trẻ em thì các bạn không nên dùng thuốc cho trẻ em dưới 12 tuổi trừ khi có rối loạn lipid nặng và đáp ứng thuốc. Cái thứ hai đối với trường hợp là phụ nữ có thai thì các bạn không nên dùng trong cái trường hợp mà tăng triglyceride nặng. Có thể có nguy cơ viêm tụy cấp. Thứ ba là đối với phụ nữ cho con bú thì không khuyến cáo, và nếu buộc phải dùng thuốc thì nên gì ạ? Ngừng cho con bú. Và đối với người cao tuổi thì gì, thận trọng khi dùng cho những người mà trên 70 tuổi. Về cái tác dụng phụ về cái chống chỉ định và thận trọng khi các bạn dùng cái thuốc mà ciprofibras là như sau. Đầu tiên đó là gì? Dị ứng với ciprofibras. Cái thứ hai đó là không dùng cho những người bị xơ gan mật nguyên phát. Thứ ba đó là chức năng gan nặng. Thứ tư là bệnh sỏi mật. Thứ năm đó là bệnh suy thận nặng. Thứ sáu là hội chứng thận hư, và cuối cùng đó là giảm albumin huyết. Không dùng cho các trường hợp đó là gì? Đang dùng thuốc chống đông nè, những người bị suy gan, hoặc là phối hợp các thuốc rối loạn lipid máu thuộc nhóm statin, rồi những người bị suy thận, những người bị nhược năng tuyến giáp, những người bị nghiện rượu, hoặc là bệnh bàng quang túi mật. Rồi về cái tác dụng phụ mà khi các bạn dùng fenofibrat này như sau, đó là chán ăn, buồn nôn, nôn khó tiêu hoặc là tiêu chảy, đau cơ, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn ngủ, phát ban, rụng tóc. Và các bạn sẽ đi khám bác sĩ nếu như các bạn gặp các triệu chứng như sau, đó là đau dữ dội bụng trên, lan về phần lưng, buồn nôn và nôn, rồi nhịp tim nhanh, rồi đau nhức cơ không rõ nguyên nhân. Thứ hai đó là thứ ba đó là đau sưng nóng đỏ ở một hoặc là cả hai chân, rồi giảm bầm tím, chạm máu bất thường, nốt tím đỏ ở dưới da. Và khi các bạn
Còn cách dùng với đối với Propras này là gì? Các bạn uống 100mg ngày một lần và không nên vượt quá cái liều này. Và điều trị bằng Cyproprolac thì các bạn nên phối hợp với chế độ, đó là ăn hạn chế mỡ, được chưa? Và phải phối hợp kiểm tra cái lượng mà cholesterol và triglyceride ở trong máu. Nếu kết quả mà điều trị không đạt được trong 36 tháng thì chúng ta phải lựa chọn cách mà điều trị khác. Còn đây là lời khuyên cho các bạn, đó là gì? Uống thuốc với nhiều nước, để có thể uống trước ăn hoặc là sau khi ăn, uống vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Thứ hai, điều trị Cyproprolac phải kết hợp với chế độ ăn uống, luyện tập và bỏ thuốc lá. Rồi người bệnh đang dùng thuốc mà chống đông máu thì cần báo cho bác sĩ để được gì, điều chỉnh cái liều phù hợp và hạn chế dùng rượu trong thời gian mà các bạn dùng thuốc ha. Ngoài ra còn một số cái bị dược mà chúng ta hay dùng trong trường hợp đó là dùng trong trường hợp giảm mỡ máu, đó là gì? Thuốc làm giảm mỡ máu và có tác dụng đó là trong cái thập tiểu cầu, thì không dùng trong trường hợp là người bị sơ gan ứ mật, người bị lấy vi túi mật, rồi sỏi mật, suy thận, phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới 10 tuổi. Thì ở đây chúng ta dùng hầu như là gì? Fenofibrax là chúng ta hay dùng nhất ha. Yeah. Và các cái thuốc mà có tương tự trong nhóm như là clofibrat nè, hoặc là gamfibrozin nè, hoặc là modalim, cái thứ đó là bị dụng của nó là modalim, mà cái hạt chất chính của nó là ciprofibrat. Còn ngoài ra còn có là gì? Resin. Thì resin đây là một cái thuốc mà có tính hấp thụ mạnh, tạo phốt với axit mập và làm giảm cái chứng đó là giảm quá trình đó là nhũ hóa các lipid ở ruột, dẫn đến là vậy, dễ giảm dẫn đến là giảm hấp thu và tăng các thải lipid qua phân. Và chỉ định để dùng để nó gì ạ? Điều trị tăng lipid máu do tăng LDL hoặc là vỡ LDL nha. Và hơi tăng thuốc nó sẽ làm hơi tăng triglyceride máu, cho nên cần thận trọng ở những người mà có mức triglyceride máu cao trên 200 trên decilit, 200mg trên decilit, và vì nó không hấp thụ vào máu cho nên nó khá an toàn. Và thuốc có thể gây là gì? Táo bón này, đầy hơi này, ở nóng mà đôi khi nó sẽ gây ra tiêu chảy. Rồi tiếp theo một cái nhóm nữa ở trong cái điều trị mà mỡ máu, lipid máu này, đó là nhóm mà statin. Đầu tiên là thuốc là atorvastatin. Đây là một cái thuốc mà giảm mỡ máu thuộc nhóm ức chế HRM qua rudestat. Có đuôi là đây là hay gọi là statin. Thì cái thuốc này được dùng, cái nhóm này được dùng cho trong cái trường hợp đó là tăng LDL, và hiệu quả mà cái hạ LDL rất là tốt và an toàn cao. Và đây là thuốc được chấp nhận nhiều nhất nha. Đối với trong trường hợp của các bạn gan nhiễm mỡ hoặc là mỡ máu thì hay dùng đến thằng mà đuôi atorvastatin này, và dùng một lần ở trong ngày và buổi tối để mà đạt được cái hiệu quả cao nhất, và không dùng cho những người bị bệnh gan, phụ nữ có thai hoặc là những người mà quá mận với cái nhóm mà statin. Rồi tiếp theo đó là gì? Các cái thuốc mà có tác dụng tương tự ở đây, đó là chúng ta sẽ có là simvastatin nè, lovastatin nè, hoặc là lipobay. Lipobay ở đây chúng ta có cái thuốc đó là serivastatin, yeah, hoặc là fluvastatin. Đây là những cái thuốc mà cùng cái nhóm cũng có tác dụng, đó là gì? Hạ lipid máu và an toàn. Tiếp theo đó là một cái thuốc nữa là trong trường hợp đó là khi các bạn chống sốc, trong trường hợp là tim mạch. Ở đây chúng ta sẽ có cái thuốc là adrenaline, và ở đây thì các bác sĩ và các ở đây hầu như là y sĩ và hay là hầu như là bác sĩ là nhiều đúng không? Mai mốt là có học lên bác sĩ đúng không nào? Bên đi học cổ truyền và bên tây y, thì các bạn sẽ nghe đến cái thuốc mà adrenaline này rất là nhiều. Adrenaline á thì còn có tên khác đó là epinephrine, và được dùng trong trường hợp đó là gì? Hồi sức tim phổi, cấp cứu sốc phản vệ, hen ác tính. Thì trong trường hợp này các bạn phải phối hợp với glucocorticoid hoặc là salbutamol, và dùng trong trường hợp đó nữa là glaucom gốc mỡ tiền phát, và không dùng trong trường hợp đó là khi tăng huyết áp, bệnh tim mạch nặng, tăng nhãn áp, rồi cường giáp, người đang dùng cái thuốc mà beta blocker đang gây mê nhóm halogen, cho là không được dùng trong những cái trường hợp như thế này. Tại vì đó là gì? Khi các bạn dùng adrenaline trong trường hợp các bạn gây mê thì nó sẽ làm kéo dài thời gian mê ra cho các bạn ha.
Và thận trọng cho các trường hợp đó là gì? Đau thắt ngực khi đang dùng cái glucosid, những người đang dùng thuốc mà chống trầm cảm hoặc là những người bị tiểu đường. Rồi tiếp theo một cái thuốc này nữa là dopamine. Thì dopamine ở đây là một cái thuốc mà kích thích cái hệ giao cảm với vị dược, ở đây là Dopamine. Thì thuốc này được dùng trong hết, được dùng trong các trường hợp đó là gì? Hầu hết các trường hợp mà các bạn bị sốc do nhồi máu cơ tim, do nhồi máu, sốc do chấn thương, sốc do nhiễm khuẩn. Và đây là thuốc hàng đầu được dùng trong trường hợp đó là dùng trong trường hợp suy tim xung huyết cấp và mãn tính mất bù. Và không dùng trong trường hợp đó là những người bị loạn nhịp nhanh, rồi rung tâm thất, những người bị u tế bào Crohn và đang dùng cái thuốc gây mê mà halothane, thì những cái này chúng ta không nên dùng. Cho nên nói chung là khi chúng ta bị sốc cái thuốc mà gây mê thì chúng ta không dùng những cái mà thuốc chống sốc hay dùng mà để chúng ta chống sốc ha. Rồi chúng ta qua một cái thuốc nữa, mà cái thuốc này thì nó đến, nó là gì, tăng cường đến cái gì gọi là tuần hoàn não nè, đó là piracetam. Phải piracetam hiện tại bây giờ trên thị trường mình nhớ là hình như là nó đã lên đến 1 gram rồi. Đó là piracetam hồi lâu là chỉ có 400, sau lên 800, bây giờ hình như là 1000. Biết ai đã dùng đến piracetam này bao giờ chưa? Nghe nó đến piracetam này bao giờ chưa? Dạ có. Nghe chưa? Dạ có. À, em đang okay. Uống luôn thầy. Ờ, đang uống luôn. Hàm lượng bao nhiêu ạ? Dạ. Lượng bao nhiêu miligram ạ? Dạ em không nhớ nữa. Trời trời, không nhớ luôn hả? Rồi ok. Đợi mình đi. Nói chung là không nhớ được hàm lượng bao nhiêu à? Dạ em uống 800 mg á thầy. 800 mg ngày 2 viên. Dạ, dạ đúng rồi. 2 viên tối viên. Đúng không? Dạ. Uống xong là thấy cái hiện tượng gì không? Thấy có gì không? Nói nghe thử. Dạ. Không thấy gì chưa? Không thấy gì chưa luôn. Dạ. Cái gì kỳ vậy? Sao uống vô phải có thấy, nên giờ uống không thấy gì sao mà uống? Sao mà kêu người khác uống được? Em chỉ thấy nó đỡ nhức đầu tí thôi, chứ không có thấy triệu chứng, không có thấy gì thôi. Anh nói đỡ nhức đầu, đỡ căng đầu không? Dạ đỡ. Có thấy đỡ được mỏi, có đỡ mỏi hai bên vai không? Dạ em không có bị mỏi nên em không có thấy đỡ. Thế bình thường. Cái cổ, đến phiên cái cổ, tiếp tục cái cổ nào. Cái cổ ngửa ra nó có bị đau không? Cổ thì nó mỏi rồi. Rồi khi uống cái này vô nó có hết mỏi không? Chưa thấy rồi. Chưa thấy luôn hả? Dạ, em mới rồi. Uống đây. Mới được mấy ngày rồi? Cũng 4-5 ngày á thầy. Rồi 4-5 ngày thì chưa thấy đâu, từ từ. Dạ, dạ. Piracetam đây là một thuốc hưng, piracetam đây là một thuốc hưng trí ha, và nó cải thiện, nó chuyển hóa tế bào thần kinh và giúp cải thiện tuần hoàn não, và cái chức năng thần kinh phục hồi nhận thức và cái sự ghi nhớ đã bị giảm sút. Cái này thì thường thường mình sẽ dùng trong và cái thuốc này còn cái tác dụng đó là gì? Ngoài ra thuốc còn có nhiều tác dụng khác lên cái não và tuần hoàn máu, ha. Thì đây này dùng trong trường hợp đó là gì? Piracetam dùng đây dùng trong trường hợp đó là gì? Những cái trường hợp như các bạn bị chóng mặt nè, thiếu máu hồng cầu liềm nè, điều trị hỗ trợ chứng mà khó đọc ở trẻ em nha, rồi điều trị có hội chứng mà rung cơ có nguồn gốc là vỏ não. Còn đối với người cao tuổi, dùng trong trường hợp đối với dùng cho người cao tuổi ở đây là gì? Những người bị suy giảm trí nhớ nè, chóng mặt nè, kém tập trung hoặc là thiếu tỉnh táo, rồi thay đổi tính khí, rối loạn cái hành vi và kém chú ý mà bản thân, rồi sa sút trí tuệ do nhồi máu não nhiều ổ nha. Và khi các bạn dùng ở đây thì đối với trẻ em thì các bạn không dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi, trừ khi là có chỉ định của bác sĩ. Đối với phụ nữ có thai thì chúng ta tránh dùng, phụ nữ cho 4 ngày các bạn cũng tránh dùng, còn đối với người cao tuổi thì các bạn thì dùng được ha. Rồi về chống chỉ định ở đây là gì? Dị ứng với piracetam này hoặc là các thành phần khác, rồi suy thận nặng, rồi mũ giật, hung tiên tông, rồi không dùng cho trường hợp đó là xuất huyết não, và thận trọng cho các trường hợp bị suy gan, suy thận, rồi xuất huyết nặng, rối loạn cầm máu, rồi tai biến mạch máu não, nguy cơ chảy máu như lét đường tiêu hóa, và đang dùng các thuốc như là thuốc chống đông hoặc là thuốc chống cái thập tiểu cầu đường thấp nhá. Và tác dụng phụ ở đây thì nó sẽ gây ra là mệt mỏi nè, buồn nôn nè, nôn tiêu chảy, đau bụng, chướng bụng, rồi bồn chồn, dễ bị kích động, đau đầu,
mất ngủ, ngủ gà ha? Thì các bạn sẽ có gặp những tác dụng như vậy. Và cái trường hợp dùng thuốc ở đây thì đối với cái hội chứng mà tâm thần thực thể ở cái người cao tuổi thì các bạn dùng cái liều là khoảng từ 1,2 đến 2,4 gram trên ngày, và có thể các bạn dùng tới đến 4,8 gram trên ngày. Trường hợp thứ hai đó là trong trường hợp mà các bạn thiếu máu hồng cầu liềm 160mg trên kg cân nặng trên ngày, chia đều làm 4 lần. Rồi nghiện rượu thì các bạn sử dụng là liều là 12 gram trên ngày, và trong thời gian cai nghiện mà lần đầu tiên, và các bạn thể duy trì ở cái liều là 2,4 gram trên ngày. Có những trường hợp mà suy thận nhờ suy giảm nhận thức sau chấn thương đầu thì các bạn có thể uống liều khởi đầu là từ 9 đến 12 gram trên ngày, và điều trị cái liều duy trì khoảng 2,4 gram trên ngày, và uống ít nhất là trong vòng 3 tuần. Ha? Còn được trường hợp mà chứng giật rung cơ có nguồn gốc là vỏ não thì chúng ta dùng là 7,2 gram trên ngày, và tăng lên thêm khoảng 4,8 gram trên ngày, hoặc 3 đến 4 ngày thì đến cái liều tối đa là khoảng 20 gram trên ngày, và chia thành 2 đến 3 lần. Đó. Cho nên lời khuyên cho mọi người đó là gì? Thuốc này các bạn có thể uống trước ăn hoặc là sau khi ăn, các bạn thể chia là 2 lần hoặc 3 đến 4 lần. Cái thứ hai, các bạn thể nuốt toàn bộ cái viên thuốc với một cái cốc nước, không được bẻ, không được nhai, không được nghiền nát cái viên đó ra. Và thuốc này có thể gì ạ? Do là nó gây cái có tác động lên não và nó gây tuần hoàn não thì có thể gây là lơ mơ, rung. Và nếu gặp mà nếu bạn gặp các cái triệu chứng này thì nên tránh lái xe hay là vận hành máy móc. Rồi, và tránh dừng thuốc đột ngột ở những cái bệnh nhân mà rung cơ do nguy cơ là dễ gây ra nguy cơ là gây co giật ha. Đó là thuốc Pirastap. Thì các bạn phải dùng nhân tuần 2 tuần nữa các bạn mới thấy nó có hiệu quả hay không. Tiếp theo, một cái thuốc nữa đó là Vincostin. Thì Vincostin ở đây đó là gì? Đây là cũng một cái thuốc cũng như cho trường hợp suy giảm trí nhớ. Thì chúng ta có bị dường đây là Carbinton hoặc là Vinprotein. Thì được nhờ thuốc này dùng được nhờ chỉ định dùng trong các trường hợp là gì? Rối loạn cái tuần hoàn não, như là giảm ký trí nhớ do sơ vữa mạch não này, bệnh não do tăng huyết áp, rồi sau chấn thương, sau đột quỵ, rồi bệnh về võng mạc, mạch mạc, rồi suy giảm cái thể lực ở tuổi già, và bệnh Meniere, và không dùng cho phụ nữ có thai khi máu cơ tim nặng hoặc là bệnh nhịp tim, thì chúng ta cũng không dùng cái thằng Carbinton này. Tiếp theo một cái thuốc nữa đó là Cinnarizine. Nhớ nha, Cinnarizine chứ không phải là Cetirizine nha, đừng bị nhầm nha. Nói chung đừng bị nhầm. Đừng bị nhầm với lại Cetirizine. Cái gì vậy? Lắm thế này. Rồi ok. Cái mà Cetirizine á, thì Cetirizine ở đây là cái thuốc mà bên tuần hoàn não được do nào? Thì thuốc này vừa có tác dụng là giãn mạch, được do nào? Vừa có tác dụng là kháng hít thể kháng cái histamine thực thể H1. Hay gọi là thuốc mà gì? Chống dị ứng. Bây giờ mình có một số cái biệt dược ở ngoài thị trường như là Stugaron, Sunarec hoặc là Domomia. Và dùng trong trường hợp là gì? Trong trường hợp của bạn mà đi bị say sóng tàu xe thì các bạn dùng liều là 25mg. Và bạn uống ở đây là 2 giờ trước khi các bạn lên xe. Sau đó từ 15mg hồi 8 giờ. Rồi ngoài ra có thể dùng trong trường hợp là rối loạn tiền đình. Thì các bạn có thể dùng là 30mg 3 lần mỗi ngày. Hoặc là có thể dùng trong trường hợp là sơ cứng mạch não hồi chứng ray nào. Và chúng dự định của thuốc mà Cinnarizine này đó là mặc cảm với các thành phần của thuốc hay là rối loạn, hoặc là những người mà bị rối loạn chuyển hóa porphyrin. Và thận trọng cho các trường hợp đó là gì? Thận trọng cho các bệnh dạ dày, thời kỳ mang thai, đang cho con bú, người đang lái xe, lái tàu xe, điều khiển máy móc, hoặc là người cao tuổi. Đó là cái thuốc mà Cinnarizine. Thì Cinnarizine ở đây á, thì nó cũng dùng trong trường hợp đó là gì? Cũng bạn thể dùng trong trường hợp đó là uống cái này cũng tùy theo người ha. Và những người bị dị ứng á, khi uống cái này có người thì tỉnh ha, có người thì nó không gây buồn ngủ hoặc không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà gì cũng có một số á, thì uống vô thì nó sẽ gây buồn ngủ ha. Rồi gây sau là gì ạ? Nằm mình gọi là lơ mơ ngủ ly bì ha. Cho nên là khi các bạn dùng cái này thì không dùng cho những người mà vận hành máy móc tàu xe nhá. Tiếp theo một cái thuốc nữa cũng trong cái nhóm về tim mạch này nữa, đó là thuốc mà Ketaminol. Đây là một sức một hồi sức cái tim mạch, và làm do cái thuốc đó là gì? Nó làm tăng cái lượng mạch vành, tăng là dẫn đến tăng huyết áp, tăng được khối lượng đông máu của tim,
và thuốc được chỉ định trong trường hợp đó là hạ áp tư thế, và đặc biệt là khi đang điều trị với các thuốc hướng tâm thần. Và chấm chỉ định ở đây là tăng huyết áp và cường giáp thì chúng ta không nên dùng ketamine này. Rồi tiếp theo một thuốc nữa đó là spartine. Thì spartine này có, đây là một cái thuốc có tác dụng đó là làm tim đập mạnh, chậm và nó đều, và được dùng trong trường hợp đó là bị trụy tim đột ngột do chấn thương hoặc bị nhiễm độc, rồi trợ tim giữa các đợt điều trị bằng digitalis, và ở đây không dùng cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi ha. Rồi tiếp theo một cái thuốc nữa đó là dihydroergotamine. Dihydroergotamine thì đây là một thuốc có tác dụng nó làm co mạch, thuộc cái nhóm điều trị đau đầu, migraine, thì được dùng trong trường hợp đó là các bạn đau nửa đầu ha, rồi hội chứng tụt huyết áp do là tư thế đứng, rồi suy giảm kính tuần hoàn, mạch vành chi dưới và các rối loạn khi các bạn điều trị cái thuốc mà an thần hoặc là hư thần. Và chống chỉ định không dùng trong trường hợp là phụ nữ có thai và cho con bú, nhức đầu do co mạch hoặc là tăng huyết áp. Và các cái chế phẩm ở đây các bạn có thể mua ngoài thị trường đó là gì? Tamin, ecotamin hoặc là migraine. Tiếp theo một cái nữa, cái này thì ai cũng biết đúng không ạ? Ngày nào cũng nghe nói, nó cũng ít dùng, có nhiều người dùng rồi. Một là Tanacan, hai là Ginkgo Biloba, nghe chưa? Các bạn dùng, ai dùng chưa? Ai dùng chưa? Ginkgo Biloba, Tanacan. Ai dùng chưa? Dạ có thầy. Người nào dùng Tanacan rồi? Dạ em hồi nãy mà em nói xài bốn cái loại thuốc đó mà là có cái này nè thầy. Có nào Ginkgo Biloba hay là Tanacan? Dạ cái Tanacan đó thầy. À Tanacan, ok. Tanacan chiết xuất từ gì? Từ cam quả. Ginkgo Biloba cũng chiết xuất từ cam quả ha. Yeah. Thì cái Ginkgo Biloba hoặc là Tanaka này đó, thì đây là thuốc chiết xuất từ bạch quả và nó có tác dụng đó là gì? Điều hòa võng mạch và tăng cường cái tuần hoàn. Và được dùng trong trường hợp đó là gì? Dùng trong trường hợp là suy giảm trí nhớ ở người già này. Cái thứ hai là ù tai này, chống mạch do cái mạch máu này. Thứ ba là suy tuần hoàn, rối loạn mạch máu ngoại biên. Và được chống chỉ định không dùng cho những người mà phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi và dị ứng với là gì? Bạch quả. Và các chế phẩm ở đây thì các bạn thấy ra ngoài thị trường các bạn mua đó là gì? Amcan hả, rồi Barukin nè, Ginkgo, Vitaco, hoặc là Tanacan, yeah. Đó, đây là những thuốc mà bên cái mà ngoài cái tim mạch thì nó còn có tác dụng lên là tuần hoàn não, thì các bạn mua và các bạn uống thì nó cũng có tác dụng ha. Thì ai đã uống cái Ginkgo Biloba rồi nói nghe thử coi nó có tác dụng gì không? Lớp mình ai uống Ginkgo Biloba rồi nói nghe thử, chắc có nhiều người uống này nhá hả, nhất là mấy bạn 203 này trong quá trình mà thi tốt nghiệp chắc chắn người nhà cũng có mua về cho uống rồi nhá hả, có không hả, có không? Dạ có thầy, uống xong thầy. Uống vô xong đi nhớ lâu không? Uống xong rồi coi nhớ bài cho lâu hả? Nhớ bài có lâu không? Cái này cô này giống như hoạt huyết dưỡng não vậy không thầy? Đúng rồi, nó giống như hoạt huyết dưỡng não thôi, không khác gì hết đó. Nó giống như, nhưng mà nó là bên cam quả, còn hoạt huyết dưỡng não là tinh lăng. 50 năm à? Tại sao ạ? Dạ uống cái này người nhà mình bị chóng mặt thầy. Vậy dạ, là không hợp đâu. Dạ chóng mặt mà làm mệt dữ lắm thầy. Dạ thôi là thôi chuyển thuốc khác đi, đừng uống cái thuốc này nữa. Cái Ginkgo này có lần bị viêm son mãn tính mà uống vô một ngày hai viên cho qua ngày hôm sau buổi tối ngủ sáng ra là nó chảy máu mũi rồi. Đúng rồi. Nó dùng quá liều rồi còn gì. Nói chung là cái nếu như người nào mà uống vô mà xảy ra các cái hiện tượng như là dị ứng nè hoặc là mệt mỏi hoặc là này kia là chứng tỏ là gì các bạn không hợp với cái thuốc này rồi, chuyển qua cái thuốc khác ha. Tanganin, Tanacan có thể dùng, nó không thì chuyển qua gì Piracetam, còn không thì gì hoạt huyết dưỡng não, và hoạt huyết dưỡng não bây giờ là hình như là cũng có nhiều lắm rồi, mình nhớ cũng có nhiều hãng lắm rồi ha. Jafaco, Danofa rồi gì nữa nhất đúng không? Đây là thường thường mình thấy các bạn trẻ là mỗi lần mà đến kỳ thi mà thì những kỳ thi quan trọng ba mẹ hay mua cho uống nè, kêu nhớ bài được lâu nè, mà đến khi mà vô cầm có bài ra xong coi như là gì, nằm trong tủ thì nhớ lâu mà nằm ngoài tủ thì khỏi nhớ luôn, đúng không? Đúng không?
nhá. Thì mới nhớ với thầy cũng học còn nhớ nữa. Hả? Đâu? Rồi rồi, các bạn sẽ coi thử cái thuốc Ginkgo Biloba này nó có những cái hiệu quả và những cái sao ha. Thầy ơi, thầy cho em hỏi cái Tanakan hồi nãy là cũng chỉ định cho rối loạn tiền đình luôn không thầy? Ừ, cũng được dùng trong rối loạn tiền đình ha. Dạ dạ, em cảm ơn thầy. Thằng Ginkgo Biloba này cũng được dùng trong trường hợp là rối loạn tiền đình ốc tai luôn đó. Hả? Tại vì sao? Đây thì các bạn sẽ thấy cái là gì tác dụng của cái mà Ginkgo Biloba này. Thì tụi bạn nói đến tác dụng của Ginkgo Biloba thì gì? Ginkgo Biloba thì ở đây thì nó được chiết xuất từ cao chế của lá cây bạch quả và được tiêu chuẩn hóa và được xem như là một chất bảo vệ cái thần kinh của chúng ta, và nó có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về thần kinh và tăng cường tuần hoàn não. Nghĩa là mà được dùng cho các trường hợp là gì? Đầu tiên đó là các triệu chứng và suy giảm chức cái chức năng mà là bệnh lý ở người cao tuổi, như là suy giảm trí nhớ nè, rối loạn tập trung nè, suy nhược, đau đầu và chóng mặt. Thứ hai đó là gì? Dùng trong cái trường hợp đó là suy tuần hoàn não, suy tuần hoàn võng mạc trong trường hợp bệnh các bạn bị rối loạn thị giác. Rồi các cái triệu chứng đau và cách hồi của bệnh mà tác động mạch chi mãn tính, rồi tê lạnh chân tay, kiểu bọt, cải thiện hội chứng ray nào, rồi rối loạn tình hình ngoại biên, u tai do mạch máu và do thoái hóa. Cho nên cũng chính vì cái gì ạ? Thường thường là gì các bạn bị rối loạn tiền đình đúng không, thì các bạn hay thường bị gì? Hoa ù tai đúng không ạ? Hoa mắt đúng chưa, ù tai nè, hoa mắt này, chóng mặt nè, đúng không nào? Và người ta lợi dụng cái gì ù tai do gì ạ? Sử dụng ù tai do gì? Do mạch máu và do cái thoái hóa này á, nên là người ta phối hợp trong cái điều trị đó là gì? Rối loạn tiền đình của mọi người ha. Nha. Rồi, và đối tượng dùng ở đây đó là gì? Đối với chị em ấy, thì không dùng cho chị em dưới 12 tuổi nè. Phụ nữ có thai thì không nên dùng. Phụ nữ trong 4 cũng không nên dùng. Đối với người cao tuổi thì chúng ta có thể dùng. Được chưa nào? Và chống chỉ định ở đây là dị ứng với một cho trong các thành phần của thuốc. Thứ hai là không dùng cho những người bị rối loạn đông máu, rồi người đang bị xuất huyết, người bị rống kinh, hoặc là người đã có tiền sử đó là gì? Nhồi máu tim hoặc là não cấp thì không nên dùng. Và thằng dòng gì? Cho thận trọng với cái trường hợp là gì đang dùng cái thuốc mà chống đông máu. Thứ hai là thận trọng đối với những người bị tiểu đường, những người bị động kinh, hoặc là các cái chứng mà co giật khác. Rồi và các bạn nên nhớ là thuốc Ginkgo Biloba này không phải là một thuốc hạ áp và không dùng để điều trị các cái thuốc mà điều trị tăng huyết áp khác nha. Nha, đó là cách dùng. Rồi và nó sẽ xảy ra các tác dụng phụ khi mà dùng Ginkgo Biloba này như sau, nhất là đau bụng, táo bón, tim đập nhanh, đánh trống ngực, đau đầu, chóng mặt, rồi kích ứng miệng, ban da, hả? Thầy cho em hỏi cái Ginkgo Biloba thầy mình có thể xài chung với lại các thuốc mà huyết áp không thầy? Thì vẫn có thể xài chung được nghe, không sao cả, vẫn xài chung được. Ví dụ như là tăng rồi cái bisoprolol. Mấy cái thuốc mà... Dạ. Rồi gì nữa? Dạ thì là mấy cái thuốc huyết áp đó thầy. Tại vì ví dụ như là cao lên quá thì mới xài Catherine, còn không anh cho cái lần sạc tăng hoặc là cái Pisoprolol. Bình thường thì nói chung là gì? Cái huyết áp cụ thể nhân nhớ là những người mà bị huyết áp á, là những người đó phải uống thuốc thường xuyên. Hả? Thì thế nào? Và các bạn nên nhớ các bạn không nên phối hợp nha. Trong huyết áp các bạn không phối hợp được đâu nha. Uống nào uống một loại thôi, các bạn không có phối hợp với cái loại thứ hai nha. Trong trường hợp tăng huyết áp các bạn không phối hợp, trong trường hợp là phối hợp mà thuốc hạ áp thứ hai đâu nha. Nguy cơ lúc đó các bạn uống phóng một là gì? Nguy cơ hạ áp thể xảy ra là nhanh nhất. Hạ áp rất là nhanh nha. Cho nên không có phối hợp như vậy. Thì uống cái thuốc nào chỉ uống một loại thôi. Để chưa nào. Còn gì cái như là trong trường hợp mà cấp cứu thì chúng ta mới dùng đến cái Adalat hoặc là thằng nitro, nitroprusid, được chưa? Nitroprusid. Còn bình thường thì các bạn có thể dùng gì? Amlo, rồi Capto, rồi Losartan. Dùng cái này chỉ dùng một loại thôi nha, không có dùng cái loại thứ hai nha. Không có phối hợp nha. Được chưa? Nhớ nha, không dùng phối hợp nha. Đừng có dùng phối hợp. Được chưa? Nguy hiểm. Rồi. Và ngừng thuốc và khi các bạn đi khám bác sĩ trong trường hợp đó là gì? Dễ bầm tím, chảy máu bất thường ở mũi, ở miệng, ở âm đạo hoặc ở hậu môn. Cái thứ hai là mạch đập yếu, thở yếu,
thở nông, cảm giác như là sắp ngất. Rồi chảy máu không cầm được, và những người bị co giật nặng thì các bạn ngưng thuốc và đi khám bác sĩ ha. Và liều dùng ở đây thì các bạn sử dụng đó là gì? 120-240mg trên ngày, chia làm 2-3 lần trên ngày. Và cái này thì các bạn thể uống cùng với lại bữa ăn. Ở đây là khi các bạn dùng thuốc là gì? Cần dùng thuốc cần dùng thuốc trước khi mà các bạn phẫu thuật ít nhất là 2 tuần và không được dùng vượt quá cái liều khuyến cáo. Yeah. Và không nên dùng chung với các thảo mộc như là tỏi, sâm, clover đỏ, đặc biệt là cái nhóm mà thảo mộc có chứa camorin. Và không dùng chung với biloba này với các thuốc chống đông máu như là warfarin hoặc là heparin, hay là các thuốc mà ức chế các tập tiểu cầu như là aspirin hoặc là clopidogrel. Nếu dùng thì phải tính toán cái liều lượng thật thận trọng và theo dõi một cách gọi là chặt chẽ nha. Do tại vì nó làm tuần hoàn não thì nếu các bạn kết hợp cái thuốc mà chống đông máu ở đây thì máu của bạn chảy không cầm được ha, nó không nguy hiểm. Rồi tiếp theo cái nhóm cuối cùng ở trong cái nhóm mà chữa bệnh tim mạch ở đây, đó là chúng ta nói đến cái thuốc lợi tiểu. Thì các cái thuốc lợi tiểu vì sao mà người ta lại xếp một cái nhóm tim mạch? Thì vì các cái thuốc lợi tiểu này là những thuốc mà có tác dụng, nó là gì? Làm tăng quá trình lọc máu ở cầu thận và gì hoặc là nó sẽ làm giảm tái hấp thu cái dịch lọc ở các cái ống thận. Và một số cái lưu ý khi mà các bạn dùng thuốc lợi tiểu này, đó là gì? Đầu tiên, để có tác dụng lợi tiểu thì gì? Thận phải tăng cường hoạt động. Vì vậy các bạn cần phải thận trọng khi mà chức năng thận của các bạn giảm. Cái thứ hai thì đa số các cái thuốc lợi tiểu thường nó sẽ làm mất kali máu. Vì vậy các bạn phải chú ý đó là gì? Các bạn bù lại kali khi các bạn sử dụng kéo dài. Cái thứ ba đó là gì? Thuốc lợi tiểu nó sẽ kích thích phản xạ đi tiểu. Cho nên vì vậy nên dùng vào buổi sáng để tránh ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của các bạn ha. Và cuối cùng đó là gì? Lợi tiểu là cái nhóm thuốc ưu tiên hàng đầu trong điều trị tăng huyết áp. Và chúng ta đi vào cái thuốc đầu tiên ở đây là cái nhóm mà lợi tiểu thẩm thấu. Được chưa nào? Thì lợi tiểu thẩm thấu ở đây là chúng ta có cái thuốc ở đây là dung dịch ở đây là hay dùng đó là gì? Dịch truyền mannitol đây này. Thì mannitol đây là cái thuốc làm tăng cái sự đào thải nước, nhưng mà gì? Chỉ đào thải một cái lượng nhỏ natri, cho nên ít có tác dụng với trường hợp mà các bạn bị yếu muối. Và thường thì bào chế với cái dạng dung dịch là tiêm truyền vì nó không hấp thu nào qua đường uống. Vì vậy đừng dùng trong trường hợp đó gì? Phòng ngừa và điều trị cái bước đầu trong trường hợp suy thận cấp. Thứ hai, giảm áp suất và trước và sau khi phẫu thuật mắt thần kinh. Cái thứ ba, hội chứng mắt cân bằng do thẩm phân. Và một số phẩm chúng ta có thể dùng ở trong trường hợp này là gì? Mannitol nha, ure hoặc là glycerin. Đó là đây là những cái thuốc mà là thiếu mà thẩm thấu ha. Rồi. Và cái thuốc đầu tiên ở trong này chúng ta có thuốc là acetazolamide ha. Thì acetazolamide này đây là một thuốc lợi tiểu mà nó yếu và chỉ định dùng trong trường hợp đó là gì? Tăng cái nhãn áp và nhiễm kim, chuyển hóa mạng tính. Và ngoài ra còn dùng để gì? Chống động kinh, bệnh say leo núi cấp, bệnh tê liệt chu kỳ gia đình. Và đây là những cái trường hợp do là gì? Tăng cái áp lực dịch não tủy và chống chỉ định trong các trường hợp đó là bệnh Addison, nhiễm axit cho thận, rồi bệnh quá mẫn với sulfonamide, bệnh suy gan, suy thận, thì kỳ mang thai và đang cho con bú. Và có một số cái chế phẩm ở ngoài thị trường như là acetonamide với cái biệt dược là diamox, cái thứ hai là diclofenamide, thứ ba là methacrylamide. Nha. Rồi bây giờ mời chúng ta giờ nghỉ lao 15 phút ha, đến 3 giờ rưỡi chúng ta vô lại nha. Nha nào. Nha. Rồi mọi người nghỉ lao 15 phút nha. Ok.